Chủ quán. Cho bà thêm hai bát nữa. Vũ Thượng Tiên, ngài đã nợ ở quán chúng tôi hơn 200 cân rồi đấy. Sao nào, ta là phòng chủ của Kiền Không Tông, ngươi sợ ta không trả nổi sao? Ai ai cũng biết, Đệ Ngũ Phong đã từ lâu thu không đủ chi rồi, nghèo đến nỗi chỉ còn thiếu bán cả ngọn núi của mình thôi. Trưởng lão Vũ này, ta nhớ hôm nay là ngày Kiền Khôn Tông tuyển đệ tử đấy. Nếu hôm nay ngài không nhận đồ đệ này, thì kỳ đánh giá hiệu suất của tông môn tháng này sẽ lại không qua nổi đâu. Ta là kẻ mạng tuyệt thì còn lo được những thứ đó sao? Dù có thiên phú dị bẩm thì sao chứ? Chẳng phải ngươi nên chết ở chỗ này sao? Cái thân thể thuần âm đáng chết này sinh ra chẳng qua chỉ để làm áo cưới cho người mà thôi. Rót rượu nào. Chờ chút. Ồ. Tông môn tu tiên này, ai ai cũng lợi hại như vậy. Cái gì mà thuần âm thánh thể, sao lại để mắt tới ta chứ? Thôi kệ đi, ta vẫn nên gia nhập Thiên Khôn Tông trước đã. Nhìn kìa, người đi phía trước là tông chủ của Thiên Khôn Tông, người đi sau là phong chủ Ngô của Nhất Phong. Nhất Phong trong Thiên Khôn Tông có vị trí rất quan trọng, nếu có thể bái nhập vào Nhất Phong, tương lai sẽ vô cùng rộng mở, đó là điều hiển nhiên, thực lực của sư phụ ta. Không ngờ là sư huynh Trần, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới kim đan, lại là một tư chất chín phẩm hiếm gặp cả ngàn năm. Sư huynh Trần sẽ là người trở thành tông chủ trong tương lai. Trần Thiên Thắng. Phong ca. Thiên Thắng, cỏ phục hổ cực phẩm này, cậu giữ lấy, không được đâu Phong ca. Đây là thứ anh đã liều mạng để lấy về, tôi không thể nhận, bảo cậu nhận thì cứ nhận đi, nhiều lời quá, tư chất của cậu cao hơn tôi. Đưa cho cậu còn có ích hơn cho tôi. Phong ca, đợi tôi phát đạt rồi, tôi sẽ che chở cho cậu. Được rồi, đợi khi nào cậu phát đạt, tôi sẽ theo cậu. Thiên Thắng, là thật đấy sao? Tôi, anh em tốt của cậu Tần Phong đây. Là kẻ nào đây, dám nói là anh em của sư huynh Trần, sao lại bảo là nói bậy chứ? Thiên Thắng, mau giải thích đi, thì ra là ai, là Phong ca đây mà. Phong ca, sư huynh Trần. Hai người biết nhau à? Dĩ nhiên là biết rồi, không chỉ là quen biết, chúng ta vẫn nên nói. Tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta là anh em. A Thiên Thắng, lâu nay không gặp, cậu đã đạt cảnh giới kim đan rồi, thật lợi hại quá. Đúng vậy, tôi đã đạt tới kim đan rồi, còn cậu vẫn chỉ là một đứa chưa đạt nổi luyện khí đồ quý báu. Tần Phong, ngươi là cậu nhóc hư hỏng, lại muốn hại đồ quý của ta à? Ông nội. Con chán quá rồi, chỉ muốn vào xem thử, bên trong có gì, chán quá, ta đã dạy con thuật luyện đan rồi, con học được chưa? Còn việc vẽ phù thì sao? Ông ơi, luyện đan luyện khí, con đều học được hết rồi, tiên đan, thần phù, đế khí. A à, hỏng rồi, là uy áp của bảo vật. Ông sao thế? Không sao, dạo này ông hơi nóng trong người thôi, từ chất thể chất thuần dương này, quả là nghịch thiên, luyện đan vẽ phù luyện khí. Đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Luyện đan thiên, càng vượt xa, ta tổ sư đan đảo, trở thành người luyện đan số 1 trên thế gian. Đáng tiếc, nếu không sớm tìm được thánh thể thuần âm giao hợp, thì cậu ta sẽ không sống lâu nữa. Ta nhớ, thánh thể thuần âm đó, hình như ở trong môn phái Kiền Khôn. Ông ơi, còn gì nữa, để cháu học không? Mới học hết mấy cái này thôi, quả thật, tư chất của cháu là kém nhất trong làng. Đây, đây là gì vậy? Tần Phong à, con cần phải trong vòng 7 ngày,
tìm được người có thuần âm thánh thể đó, và hợp nhất với họ, nếu không, con sẽ không thấy mặt trời ngày thứ 8. Những viên ngọc nhỏ này, có chút giá trị, con hãy tạm dùng làm lộ phí. Gì cơ, đợi đã, sao con tự dưng lại sắp chết rồi, thiên cơ bất khả lộ. Trong trời đất đều có số mệnh, thuần âm thuần dương, trong đời chỉ có một, sau khi xuống núi nhất định phải khiêm nhường, nếu con hành động quá phô trương. Ây! Ông nội, ông không sao chứ, nếu quá nổi bật. Sẽ làm thánh thể thuần âm chán ghét, đường sống của các người, đều chắc chắn bị chặn đứng. Người đông như vậy, thiên thắng người nói lời này, chúng ta là anh em mà, anh em. Trong thế giới tu tiên sức mạnh là trên hết, giữa chúng ta, khoảng cách quá lớn, cậu nghĩ, hiện tại cậu, xứng đáng làm anh em với tôi sao? Trần Thiên Thắng, năm đó tôi, liều mạng tiêu diệt huyền hổ, tặng cậu cỏ đại hổ hảo hạng, anh đã quên ân tình này rồi sao? Ân tình cái quái gì chứ? Cỏ đại hổ đó, vốn dĩ. Đưa cho kẻ vô dụng như anh, mới thật là lãng phí. Lại nói rồi. Là anh ép tôi nhận đó, tôi đâu có đòi anh. Trần Thiên Thắng, anh là kẻ vong ân bội nghĩa, vô tín vô nghĩa, trước kia anh đã nói, khi nào anh phát đạt, sẽ che chở cho tôi. Tần Phong, muốn tôi che chở sao, cũng phải xem anh, có đủ tư cách không đã. Viên đá kiểm tra này, có thể kiểm tra tư chất của tu sĩ, trong đó bậc 3 sẽ có màu xanh lam, bậc 9 sẽ có màu đỏ. Trên bậc 9, là ánh sáng 7 màu rực rỡ, muốn vào phái kiền khôn của ta, ít nhất phải có tư chất 5 bảo ôn, còn ngươi, là gì đây? Thử xem là biết thôi. Dù ông nội nói tư chất của ta kém, nhưng những phép thuật ông dạy, ta đều đã học hết, ít ra cũng phải được bậc 3, dù không có tư chất cao thì cũng phải có tư chất chứ. Trần Thiên Thắng chỉ bảo rằng, đá kiểm tra phát sáng, chứ đâu nhất thiết phải là ánh sáng xanh, còn 7 ngày nữa, tôi sẽ chết đột ngột mà thôi, thể thuần âm cứu mạng, nằm ở Kiền Khôn Tông, bằng mọi giá, tôi phải gia nhập tông môn. Đừng trách tôi không nhắc nhở, dưới cấp 3, kiểm tra linh căn, sẽ không có phản ứng đâu. Ngẩn ngơ gì thế, đặt tay lên là được, không lẽ ngươi sợ rồi, mỗi năm, đều có vài kẻ vô dụng, muốn chen chân vào Kiền Khôn Tông, để đổi mệnh trời, đáng tiếc, không một ai thành công cả, mỗi năm có rất nhiều người, muốn bái nhập vào tông môn Kiền Khôn của ta, nhiều như nước chảy qua cầu vậy, ta không có thời gian, để lãng phí với kẻ vô dụng như ngươi, người tiếp theo, này sư huynh, ta kiểm tra, nhanh lên đi, dù sao kết quả cũng chắc chắn là thất bại. Tần Phong, không có màu, không đạt yêu cầu, Tần Phong, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, phải đạt bậc 5 mới có thể vào tông môn của ta. Ta đã ưu ái hạ xuống còn 3 bậc, nhưng không ngờ, ngươi ngay cả bậc 3 cũng không đạt, đồ vô dụng như ngươi, cũng dám gọi ta là huynh đệ sao? Thể đạo thuần dương đã xuất hiện rồi. Thôi bỉ đi, chuyện đã định trước, không cần chống cự. Cạn ly ha ha. Quang hoa 7 màu, lẽ nào tư chất của Tần Phong còn cao hơn cấp 9? Sao có thể chứ, chẳng phải Tần Phong là kẻ vô dụng sao? Chúc mừng tông chủ, Thiên Khôn Tông của chúng ta lại có thêm một thiên tài tuyệt thế. Chẳng phải ông nội đã nói, tư chất của ta rất kém cỏi sao? Chuyện này là sao đây? Không ổn rồi, mọi người mau nhìn kìa. Chẳng lẽ là do tôi làm vỡ sao? Tông Càn Khôn thành lập đã cả ngàn năm, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Chẳng lẽ tư chất của Tần Phong mạnh đến mức không thể kiểm tra? Tôi sao? Không thể kiểm tra là thật. Nhưng Tần Phong không phải thiên tài, mà là kẻ phế vật, hào quang bảy sắc. Chẳng lẽ không thể chứng minh, Tần Phong là thiên tài sao? Tông chủ, đó không phải là khí hào quang bảy sắc. Tần Phong, là một kẻ phế linh căn, còn kém hơn cả phàm nhân, khiến đá kiểm tra, bị loạn linh khí, và loạn hào quang, cuối cùng là phát nổ sao? Tần Phong, linh căn phế phẩm, không đạt yêu cầu, hạng C, phế vật không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, không có tự nhận thức, một kẻ như ngươi. Mà cũng dám, xưng huynh gọi đệ với ta sao? Lần này chắc chắn toi rồi.
Đứng lại, đá kiểm tra này vô giá, làm hỏng rồi mà muốn đi sao? Phạt ngươi xuống núi thứ năm, làm đệ tử tạp vụ, khi nào trả hết nợ, thì khi đó cút khỏi núi. Đa tạ phong chủ Ngô đã khoan dung. Sư phụ, tại sao người lại giữ Tần Phong lại? 3 ngày sau, cuộc thi lớn của tông môn, đệ tử duy nhất của đỉnh thứ năm, không thể quay về kịp, ta sẽ cho Tần Phong vào, để cậu ấy đại diện đỉnh thứ năm ra trận, lúc đó, Vũ Thịnh Ảnh sẽ mất mặt, phải nhường vị trí đỉnh chủ. Có ai không? Ngươi chính là đệ tử của đỉnh thứ năm người đã bái nhập vào, Tần Phong. Sao mùi rượu nồng vậy? Thằng nhóc này mắt nhìn cũng khá đấy. Bà đây, chưa bao giờ nhận đồ đệ đâu nhé. Nhưng mà vì con, chủ động chọn đỉnh thứ năm của ta sẽ nhận con. Không phải con chọn đâu, là do con vô tình, làm vỡ đá kiểm tra, nên mới bị phạt xuống đỉnh thứ năm, làm đệ tử tạp dịch. Thanh niên sức khỏe thật tốt, đến cả đá kiểm tra cũng làm hỏng được. Xem ra con là thiên tài. Không, con không phải thiên tài đâu, con là phế linh căn. Cái gì, phế linh căn? Không nhận. Ê, sư phụ, con tuy tư chất kém, nhưng con chịu học, chỉ cần thầy nhận con làm đồ đệ, sau này, mọi việc nặng nhọc, con đều gánh hết. Thái độ xem ra cũng chân thành, thôi được, cứ để hắn làm đệ tử tạp dịch, lấy chút phí bái sư là xong. Làm sư phụ à, cũng không phải người vô tình tuyệt nghĩa, thấy con ham học thế này, thì miễn cưỡng giữ con lại vậy. Nhưng, muốn bái sư, phải đi theo quy trình, sư phụ ở trên. Đừng dở trò này nha, con dập đầu, ta còn phải lì xì cho con nữa. Đây là cái gì? Nó, có một ước mơ, là hy vọng mọi người trên đời, đều có thể tu tiên. Nhưng mà sức ta có hạn, lòng có mà lực chẳng đủ. Vì vậy nên, ta mới lập ra cái này, hòm công đức đạo môn, để tích lũy công đức cho mọi người, không thu nhiều đâu. Khoảng 500 lượng. 500 lượng. Sư phụ, con không có tiền mà, nếu không, cũng sẽ không bị phạt đến, làm đệ tử tạp dịch, không có tiền thì tu tiên cái gì chứ, cậu cố gắng cả trăm năm, cũng không bằng người ta bỏ chút tiền, ăn chút thiên tài địa bảo, hơn nữa, cậu là phế linh căn, cậu đây, không phải đang làm, gương phản diện cho người ta sao? Thưa sư phụ, tiền thì con không có, nhưng ông nội con nói. Những viên linh thạch này còn có chút giá trị, ngài xem, có thể tạm chấp nhận được không? Linh thạch, một viên linh thạch đáng giá 1000 vàng, tên nhóc này giàu thế nhỉ? Không có tiền à? Đá linh cũng tạm được. Thế? Hóa ra đây là đá linh sao? Ông nội có cả một ngọn núi, nhiều thế này, chắc là chẳng đáng giá gì. Sư phụ vừa rồi còn muốn đuổi mình đi, phải cúng dường nhiều hơn mới được, tuyệt đối không thể bị đuổi xuống núi. Lần này phát tài rồi. Sư phụ làm sao vậy? Sư phụ làm sao vậy? Ta chỉ nghĩ đến việc, có nhiều người có thể, tu tiên như thế. Là ta vui đến, mềm cả chân. Sư phụ, con từng nghĩ ngài là một kẻ say rượu, nhưng không ngờ rằng, trong lòng ngài lại có ý nghĩa lớn lao. Tôi đã hiểu lầm ngài rồi, ngài là một người nhân từ giàu lòng từ bi, nhưng mà, lần này xuống núi quá vội vàng, tôi không mang theo nhiều, lần tới quay lại. Tôi sẽ mang thêm cho ngài, ngài thấy thế nào? Còn nữa, ôi trời, lần này phát tài rồi. Tôi cứ tưởng Tần Phong là một gánh nặng, không ngờ, lại là một kho báu nhỏ. Đệ tử giỏi, vì con có thành ý như vậy, vậy sư phụ sẽ dạy con vài tuyệt chiêu thật sự. Quy binh việt công, quyền giã thảo, trưởng chó điên. Sư phụ chắc vì là tuyệt chiêu thật chứ, sao trông giống,
Chuyện tranh bán ở vỉa hè vậy? Đạo lý đơn giản mà con không hiểu, những bí kíp này nếu con luyện thành một chiêu là có thể thống trị một phương, trở thành đạo tổ đại đế. Thật không vậy? Sư phụ, con chưa thấy đại đế nào luyện phong cẩu trưởng cả, dù con ít học nhưng cũng đừng lừa con như vậy, đó là vì tầm nhìn của con quá hạn hẹp, người luyện phong cẩu trưởng có rất nhiều. Vậy con cũng muốn luyện phong cẩu trưởng? Con là kẻ phế linh căn không học được, vậy con luyện quy bộ khí công. Con là kẻ phế linh căn không học được, vậy thì giã lư quyền học được chứ? Những chiêu đó đều cần linh lực, con không học được đâu, gì cũng không được, vậy con thả xuống núi, sống chết tự lo còn hơn. Khoan đã. Có một chiêu không cần linh lực, con có thể học. Này, ta đã chọn lọc rất kỹ, vương bát quyền, thật ra chiêu này cũng khá uy lực đấy. Luyện xong là có thể lên 9 tầng mây bắt rồng, xuống cửu u diệt ma, lợi hại thật đấy. Vương quyền bắt nguồn từ huyền vũ trưởng, huyền vũ đường, quả thật rất uy lực, nhưng vương quyền đã bị suy yếu hàng ngàn lần, Tần Phong có thể đập vỡ một tảng đá cứng, cũng coi như có thiên phú rồi. Nhưng mà, con cũng không cần quá bận tâm đâu, dù sao với năng lực của con, luyện đến mức đập vỡ tảng đá là được rồi, vương bát quyền. Hoàng cấp hạ phẩm công pháp, cũng có thể tạo ra dị tượng, đây mà là phế linh căn sao. Công pháp mình học từ ông nội, trước đây toàn dài mấy ngàn trượng, che trời lấp đất, còn chiêu vương bát quyền, lại có chút ít như vậy. Đúng là công pháp dưới núi, không dễ luyện. Sư phụ, lần này con luyện vậy có hiệu quả không? Hắn không biết. Mình có thiên phú mạnh cỡ nào sao? Không được, mình không thể khen hắn, nếu không hắn kiêu ngạo bỏ đi. Thì mình không còn kiếm được tiền nữa. Luyện cũng khá đấy. Nhưng vẫn chưa đủ, cần có thêm chỉ dẫn của vi sư mới được. Được. Trần Sư Huynh, tên Tần Phong, không hiểu tại sao, ngay cả linh căn phế phẩm cũng có thể vào tông môn tu luyện. Có thể tu luyện thì sao? Tần Phong chỉ là một người bình thường, cho hắn vài chục năm, cũng chẳng luyện được gì đâu. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Sư phụ để hắn đến tu luyện, là vì nhìn chúng linh căn phế phẩm của hắn, muốn trong đại hội tông môn, khiến Vũ Phương Tiên phải thua thảm. Ồ, thì ra là vậy. Ngày mai đại hội tông môn, Trần Sư Huynh sẽ đích thân tham chiến, kim đan thiên tài đối đầu với linh căn phế phẩm. Đến lúc đó, không chỉ Bất Quang Đệ Ngũ sẽ thua thảm hại, mà Tần Phong, e là cũng sẽ trở thành trò cười. Thoại của sư phụ thật sự, rất tàn nhẫn. Tần Phong hắn, cứ nghĩ rằng gia nhập vào Kiền Khôn Tông, là có thể đuổi kịp ta. Nhưng hắn nào biết, giữa thiên tài và phế vật, là cả một dải ngân hà. Tần Phong căn bản không thể ảnh hưởng đến ta. Điều quan trọng là, có được Bất Quang Đệ Ngũ và Vũ Phương Tiên. Dị tượng huyền vũ xuất hiện, rốt cuộc là ai đang tu luyện ở đây, mà có thể gây ra hiện tượng lạ thế. Bất Quang Đệ Ngũ hiện giờ, chỉ có Vũ Phương Tiên và Tần Phong. Vũ Phương Tiên đã đình trệ, tu vi nhiều năm, chẳng lẽ là Tần Phong? Không thể nào. Tần Phong hắn. Sao có thể gây ra dị tượng được chứ? Đi thôi. Tần Sư Huynh, thật sự Tần Phong, đã gây ra hiện tượng huyền vũ. Cơn gió độc nào thổi hai người tới vậy? Ồ, ta hiểu rồi, đến để xem trò cười của ta chứ gì. Nhưng có lẽ các ngươi sẽ thất vọng đấy. Tần Phong thiên phú xuất chúng. Huyền vũ quyền học một lần là hiểu ngay. Còn phải cảm ơn các ngươi. Đã mang đến cho ta một kỳ tài tu tiên hiếm có tuyệt thế. Sư phụ đừng tâng bốc nữa, người thổi phồng quá rồi đấy. Sao cơ, căn cơ tu luyện của Tần Phong mọi người đều biết rõ, hắn không thể nào tu luyện được đâu. Trần Sư Huynh, nhưng mà ta hiểu rồi. Vũ Phương Tiên, cô tính toán giỏi quá đấy. Ngươi có ý gì? Tần Phong vốn dĩ không phải thiên tài gì cả, hình tượng huyền vũ trên đầu chỉ là nước cờ liều lĩnh cuối cùng của cô thôi. Cô đã đem tất cả thiên tài địa bảo của Bất Quang Đệ Ngũ để bồi dưỡng cho Tần Phong, tạo ra dị tượng giả. À, thì ra là vậy, may mà Trần Sư Huynh có đôi mắt tinh tường, nếu không, thật sự đã bị Vũ Phương Tiên lừa gạt rồi. Vũ Phương Tiên, cô nghĩ rằng đem hết bảo vật cho Tần Phong là có thể cản trở ta giành lấy Bất Quang Đệ Ngũ sao? Điều ta muốn không chỉ là chút thiên tài địa bảo đâu. Ngày mai là cuộc đại tỷ thí của tông môn, lúc đó ta sẽ cho cô thấy thế nào là sự chênh lệch về thực lực.
Tông chủ, tu vi của Vũ Phương Tiên thấp kém, thậm chí còn không bằng nhiều đệ tử thân truyền, nàng ta không đủ tư cách làm phong chủ. Ai nói ta không có tư cách? Ta đã lập công cho tông môn. Người đầy mùi rượu, mê man mờ ảo, nhờ sự che chở của tông chủ, đã cho cô tự do. Mấy chục năm rồi, giờ đây, đã đến lúc nhường lại bất quang đệ ngũ, hừ. Hôm nay, ta sẽ giết người để tạo hứng thú. Tần Phong lên đây chịu chết đi. Tần Phong tuy có tư chất tuyệt đỉnh, nhưng tư chất chưa chuyển hóa thành sức mạnh, không phải đối thủ của Trần Thiên Thắng, không thể ứng chiến. Bất quang đệ ngũ. Từ chối chiến đấu. Tông môn đại tỷ, mỗi ngọn tiên phong, đều phải cử đệ tử ra trận. Ngươi không thể từ chối. Những thiên tài địa bảo này, từng món đều quý giá vô cùng, ngươi phải tu luyện thật tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của sư phụ, dành cho ngươi, dạ. Sư phụ có ân với ta, dù là để tiếp tục ở lại đây, tìm kiếm thuần âm thánh thể, hay là để báo đáp sư phụ, ta cũng không thể thua quá xấu hổ. Đến đây ta không sợ ngươi. Người chiến thắng trong cuộc thi này, sẽ nhận được chí bảo của tông môn, nghịch thiên cải mệnh. Cuộc thi bắt đầu, thiên thắng có phong thái của một đại đế, dù chỉ có tu vi kim đan, nhưng đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, cũng có khả năng chiến đấu. Tần Phong với căn cơ phế linh, dám đối đầu với thiên thắng, thật là hành động như kiến đẩy cây. Nghe nói Tần Phong là phế linh căn, còn luyện loại công phu của quyền vương bát, thứ mà ngay cả đệ tử tạp dịch, cũng không thèm luyện, nếu tránh được một cú đấm của thiên thắng, cũng coi như tổ tiên 18 đời phù hộ. Đừng chớp mắt, bởi vì cú đấm tiếp theo, sẽ là khung cảnh cuối cùng mà ngươi nhìn thấy trên thế giới này. Ây ra ta! Không ngờ Tần Phong thực sự tránh được, quả nhiên hắn là một thiên tài. Sao có thể, cho dù Trần Sư Huynh không dốc toàn lực, nhưng sao tu vi kim đan vẫn hiển hiện đó? Tần Phong là người tài, sao có thể tránh thoát được? Không phải ta, Tần Phong chỉ là phế linh căn, ai cũng thấy rõ, chắc chắn là Thiên Thắng đã nương tay. Nhìn sắc mặt của Trần Thiên Thắng, cũng không giống nương tay đâu, hình như là giận quá hóa thẹn rồi. Tần Phong ngươi là người tài, dựa vào đâu mà tránh được cú đấm của ta? Bây giờ ấy, ngươi không phải là đối thủ của Thiên Thắng, lúc đánh nhau thì né được cứ né, chạy được cứ chạy, đừng đối đầu trực diện. Không biết, sư phụ bảo con tránh thì con tránh, tránh đi xem ngươi trốn đi đâu được. Dừng lại. Ngươi, không được trốn nữa, dựa vào đâu? Ai quy định đấu không được trốn? Đồ đệ trốn giỏi lắm. Hãy trốn cho ta, đến khi trận đấu kết thúc. Dạ sư phụ, ngươi. Tông chủ, đại hội bị bất quang đệ ngũ. Thành ra thế này, các đệ tử khác bắt chước theo, thì không thể chấp nhận được, lời của phong chủ Ngô rất có lý. Tần Phong, không được trốn nữa, đối mặt trực tiếp với Trần Thiên Thắng. Lão chọc ngươi chơi không nổi sao, thật chẳng có ý nghĩa gì, không phải ta. Cú đấm của ngươi mềm yếu vô lực, Tần Phong chắc chắn sẽ chết. Đồ rác rưởi xem ngươi trốn thế nào. Cú đấm này, ta đã dùng 5 phần sức mạnh, đánh vào người ngươi, chắc chắn da thịt sẽ rách nát, máu thịt văng tung tóe, không còn giữ nguyên xác. Cuộc đại tỷ thí tông môn, có sống có chết, không ai cứu được ngươi, đợi ta chiếm được bất quang đệ ngũ, Vũ Phương Tiên sẽ trở thành, đồ chơi của ta, ta sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Và ngươi cũng không làm gì được. Trần Thiên Thắng, ngươi là loại người không bằng cầm thú. Hả, sao lại không đau nhỉ? Không đúng, một cú đấm này của Trần Thiên Thắng, có sức mạnh đến 50%, sao Tần Phong lại không hề hấn gì? Chẳng lẽ Tần Phong, không chỉ linh hoạt mà còn, có cơ thể vô cùng mạnh mẽ? Không thể nào, Tần Phong chỉ là một linh căn phế phẩm, thân xác bình thường, sao có thể chặn được, một cú đánh từ kim đan? À hiểu rồi,
không phải vì Tần Phong chịu được một cú đấm của Trần Sư Huynh, mà do Trần Sư Huynh đang mèo vờn chuột. Khi chuẩn bị đánh trúng Tần Phong, anh ấy cố ý rút lực để trêu chọc người như Tần Phong. Trần Thiên Thắng, ngươi thật nham hiểm, ngươi giết người diệt tâm. Giết người diệt tâm gì chứ, Thiên Thắng? Đừng đùa giỡn Tần Phong nữa, hắn là một nhân tài, không đáng để bày trò vậy đâu, hãy cho hắn chết nhanh chóng đi. Trần Thiên Thắng quý báu gì chứ? Trăm phương ngàn kế trêu chọc ta, ta đã đối xử chân thành với ngươi, vậy mà ngươi xem ta là cái gì? Nếu biết ngươi là người như vậy từ đầu, cỏ phục hổ, ta thả cho chó chứ không cho ngươi. Ngươi muốn diễn kịch. Đây là chiêu mạnh nhất của Trần Sư Huynh, Long Thần Trưởng. Long Thần Trưởng vừa xuất ra, cao thủ cũng phải run sợ. Lần này thì Tần Phong chắc chắn phải chết. Tông chủ không được, không thể đấu tiếp nữa. Hắn muốn giết chết Tần Phong. Đại tỷ thí tông môn, vốn là cuộc chiến giữa đệ tử trong tông. Việc đấu sức mạnh là điều bình thường. Thương vong cũng không có gì lạ. Sao có thể dừng lại? Dù cho Tần Phong có chết, cũng là do hắn học nghệ không tinh. Cũng trách ngươi, dạy không tốt, không trách được ai khác. Tông chủ, Phong chủ Vũ đừng quá bướng bỉnh. Vương Bát Quyền đã thiếu uy lực, đối đầu với Long Thần Trưởng, Tần Phong chắc chắn sẽ chết. Tần Phong, tư chất của ta vốn chỉ ở mức 6 phẩm, sau khi nuốt phục hồ thảo của ngươi, ta tăng lên 9 phẩm, ta có được ngày hôm nay, thực sự là nhờ ngươi đấy. Có một việc mà bao năm qua ta vẫn giấu ngươi, đó là ta chưa bao giờ coi ngươi là huynh đệ, ngày đó cùng ngươi vào Huyền Hổ Động, chỉ là muốn dùng ngươi, làm bàn đạp thôi, không ngờ ngươi lại giết được Huyền Hổ. Mỗi khi nghĩ đến cảnh ngươi liều mình chiến đấu với Huyền Hổ vì ta lại không nhịn được mà cười. Ta chưa từng gặp ai là một quân cờ tốt như ngươi. Cũng may ngươi biết điều, vẫn giao phục hổ thảo cho ta, nếu không ta đành giết người cướp của thôi. Ngươi đúng là kẻ tiểu nhân đê tiện. Ta coi ngươi là huynh đệ, còn ngươi lại coi ta là bàn đạp. Ta có tư chất cửu phẩm, tương lai sẽ thành tiên, lấy ngươi làm bàn đạp mới khiến ngươi có được sự tôn trọng này. Nếu không thì ngươi nghĩ ta sẽ nhìn loại người như ngươi một lần sao? Chiêu Long Thần Trưởng này của ta dùng đến người thành công lực, đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, cũng chặt đứt một cánh tay của hắn. Dưới một cú đánh toàn lực, coi như là vinh hạnh của ngươi, nhân tài lại đi lừa người. Dù chết ta cũng phải xả hết nỗi hận này. Long Thần Trưởng, Vương Bát Quyền. Vương Bát Quyền lại có một tia thuần dương chi lực, chẳng lẽ Tần Phong là thuần dương đạo thể? Con, sao thuần dương chi lực lại biến mất rồi? Ai ra, xem ra là ta thực sự đã sai rồi. Thuần dương đạo thể ngàn năm khó gặp, sao có thể là Tần Phong chứ? Trần Sư Huynh, tư chất cửu phẩm, tu vi kim đan, không ngờ thua rồi. Đồ đệ ngoan đánh giỏi lắm. Trần Thiên Thắng à, chuyện gì thế này? Tư chất cửu phẩm mà lại thua một phế linh căn, khi bắt đầu ngươi kiêu ngạo lắm mà, nói gì mà tất cả đều là bàn đạp của ta, sao tự biến mình thành bàn đạp thế này? Thiên Thắng gì vậy, tư chất cửu phẩm sao lại thua một kẻ phàm nhân? Không thể nào, ta không thể thua. Tần Phong hắn là phế vật, dựa vào cái gì thắng ta? Ta hiểu rồi. Tần Phong gian lận. Đừng vu oan cho người tốt đấy. Cuộc thi của môn phái này chứ đâu phải là chơi mạt chược, sao mà gian lận được chứ? Vừa rồi một cú đấm của Tần Phong mở trời, uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn chân thực, làm sao mà nói là gian lận được? Chắc chắn Tần Phong đã dùng một loại cấm dược để tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn. Nếu không với căn cơ phế linh và không có chút tu vi nào, sao hắn có thể thắng được ta? Tần Phong, ngươi không biết sao? Loại dược này có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi hết dược sẽ bị phản ngược mạnh mẽ, lúc đó ta sẽ cho ngươi biết. Thế nào là tàn nhẫn? Không phải. Sư phụ, Tần Phong có phải ngươi thực sự đã dùng cấm dược không? Nó sẽ hại mạng của ngươi, ngươi hiểu không? Sư phụ con còn không biết cấm dược là gì, sao mà con uống được chứ? Tông môn Kiền Khôn ngày xưa uy danh lẫy lừng, nay lại sa sút đến mức phải dùng đến cấm dược để đối đầu sao? Các ngươi nhân tài như vậy,
7 ngày sau, trận quyết đấu tiên môn. Tông môn Kiền Khôn, chắc chắn sẽ bại. Tông chủ ông già này là ai vậy? Sao lại ngông cuồng thế? Ông ta là trưởng lão của Dược Vương Cốc, Diệp Xuân Dương. Cảnh giới của ông ấy đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Trong 16 đại tông môn của Bắc Cảnh, chỉ có Kiền Khôn Tông của ngươi và Dược Vương Cốc của ta xếp ở cuối. 7 ngày sau, cuộc đối đầu tiên tông sẽ quyết định sự tồn tại của hai tông môn. Ai thua trong cuộc đối đầu sẽ bị trục xuất khỏi hàng ngũ tiên tông và phải giải tán hoàn toàn. Thật hay giả đây? Ban đầu ta còn lo, nhưng giờ xem ra Kiền Khôn Tông chắc chắn sẽ thua. Còn 7 ngày nữa đến cuộc đối đầu tiên tông, chưa thể biết ai thắng ai thua đâu. Nếu Kiền Khôn Tông của ngươi vẫn còn vị ma nữ thái âm đó, ta còn có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ, một đám phế vật các ngươi, so với Dược Vương Cốc của ta, thì không xứng đáng để mang giày. Trước thời kỳ Tông Kiền Khôn, còn có nhân vật này nữa à? Năm 1974, ma nữ thái âm đầu tiên tham gia trận đấu pháp tự do, và đã giành chức vô địch. Năm 1980, đã chiến thắng Tông Anh Hoa và pháo thủ Lôi Long, sau đó liên tiếp 3 năm, đánh bại tất cả cao thủ của 16 tông môn, giành chức vô địch trận đối đầu tiên tông. Thời ấy Tông Khôn, lừng lẫy biết bao, nay lại phải đối mặt với nguy cơ giải tán tông môn, thật sự khiến người ta tiếc nuối. Bảy ngày nữa, chính là trận đối đầu tiên tông. Biết phải làm sao đây, Tông chủ, Tông Khôn. Có một thiên tài như Thiên Thắng, lại phải lo lắng cuộc đại chiến của Tiên Tông, chúng ta sẽ không thắng sao? Trần Thiên Thắng không đáng tin cậy, khi cần vẫn phải trông cậy vào đệ tử thân truyền của ta Tần Phong. Các người có điều chưa biết, cuộc đối quyết của Tiên Tông bao gồm hai phần thi, thứ nhất là luyện đan, thứ hai mới là đấu pháp. Cho dù Trần Thiên Thắng tài năng đến đâu, huynh ấy cũng không thể nào trong 7 ngày mà tinh thông luyện đan được. Luyện đan thì tôi cũng biết chút ít, nhưng chỉ có thể luyện ra tiên đan mà thôi. Tiên đan, ngươi thật sự dám nói lớn như vậy? Tiên đan thì sao chứ, chẳng phải là cơ bản nhất sao? Tần Phong, lâu rồi không gặp, ngươi còn nhiễm thêm thói khoác lác nữa, cũng khá hợp với phong cách của nhà các người, giống hệt vị sư phụ tài năng của ngươi, giống hệt nhau, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Đủ rồi đấy, ngươi còn nói khoác hơn ta nữa. Đừng nói nữa, giờ ai cũng biết luyện cả rồi. Đủ rồi. Thay vì tranh cãi ở đây, các ngươi nên về tu luyện cho tốt. Tông chủ này, ngài vừa nói rằng, người thắng trong đại hội tông môn, sẽ được bảo vật tông môn đúng không? Đó là bảo vật gì vậy? Dù sao còn 7 ngày nữa, thắng được bảo vật tông môn, nhưng biết đâu có thể chuyển bại thành thắng. Phần thưởng cho lần thi đấu này là truyền thừa của đan tổ. Năm đó Tông Kiền Khôn của ta được khai sáng bởi tổ sư Đan Đạo, từng để lại một nơi cấm địa. Ông đã dành cả đời mình tinh luyện kiến thức luyện đan thành sách, phong ấn trong cấm địa đó, chờ đợi người đời sau truyền thừa. Thế nhưng nghìn năm qua, không một ai có thể giải được phong ấn của cấm địa này. Được rồi, Tần Phong, vì ngươi là người chiến thắng, truyền thừa đan tổ sẽ thuộc về ngươi. Truyền thừa đan tổ lần này phát đạt rồi, tông chủ đây chính là truyền thừa đan tổ. Thiên Thắng sao có thể bỏ qua được, này lão chọc già kia, ý ngươi là gì vậy? Tần Phong đã thắng cuộc đối đầu, phải thuộc về Tần Phong, ngươi còn định cướp nữa sao? Dùng cấm dược gian lận mà thắng, cũng gọi là chiến thắng sao? Truyền thừa đan tổ nghìn năm chưa ai đạt được. Chắc hẳn là, ngươi đến cầu truyền thừa đan tổ không đủ tư chất. Của cử phẩm Thiên Thắng, ngàn năm khó gặp, chắc chắn là truyền thừa đan tổ, ngươi khổ luyện quanh năm. Dù có cưỡng đoạt thì sao chứ? Ngươi thật là ngụy biện. Tông chủ tự cổ thắng làm vua, thua thì chịu thiệt, ngài phải công bằng đấy. Được rồi, việc này liên quan đến sự tồn vong của tông môn. Thêm một khả năng cũng tốt. Đi thôi, đến khu cấm địa của tông môn. Tông chủ. Tần Phong, ngươi thắng cuộc thi thì sao chứ? Ngươi cũng phải cùng ta, cạnh tranh công bằng để giành truyền thừa, nhưng ta là cửu phẩm thiên tư. Còn ngươi chỉ là một người thường. Truyền thừa đan tổ chỉ thuộc về ta. Ngày xưa đan tổ để lại truyền thừa đan đạo, hy vọng có hậu nhân kế thừa, nhưng đã trăm ngàn năm trôi qua, vẫn chưa có người nào có thể giải phong ấn. Lại có đệ tử đến thử sức, giải trừ phong ấn rồi. Hy vọng lần này sẽ có người thành công.
đúng vậy, là Thánh Tôn Đan Tổ, sao cô ấy lại đến Tông Kiền Khôn, ta hiểu rồi, chắc hẳn đến để cầu truyền thừa đan đạo, không đúng Đan Tổ từng nói. Trình độ luyện đan của Thánh Tôn, đã vượt xa Đan Tổ, truyền thừa đan đạo này, chẳng có tác dụng gì, ta cũng không rõ nhưng đừng quên, thánh lệnh của Đan Tổ, không được để Thánh Tôn, biết thân phận của mình. Ngày xưa Đan Tổ đã ở nơi này, ngộ đạo ở Long Trường, siêu thoát phàm nhân thành thánh, quả không hổ danh là Đan Tổ, nơi từng tu luyện qua, quả nhiên linh khí dồi dào, đạo vận tràn đầy, chỉ cần đứng đây một lát, có thể cảm nhận được dấu hiệu của sự đột phá. Đan Tổ thật lợi hại, không chừng tu vi đạt đến giai đoạn độ kiếp, hừ. Ếch ngồi đáy giếng. Tu vi của Đan Đạo Tổ Sư đã sớm vượt qua cảnh giới đế, nắm giữ đan đạo là nguồn gốc của vạn đan, tổ sư luyện đan. Tu vi độ kiếp trước mặt ông ta, yếu đuối như con kiến. Nếu ngươi nhận được truyền thừa của Đan Tổ, ắt sẽ nghịch thiên cải mệnh, lát nữa ngươi lên đầu tiên, đừng để hắn ta có cơ hội. Không được con, cánh cổng đá cửu long này là cấm chế mà Đan Tổ để lại, Đan Tổ có để lại thánh lệnh. Ngài đã thiết lập 9 thử thách, nếu như có thể được 9 đầu rồng công nhận thì có thể mở cấm chế, nhận được truyền thừa của đan đạo, thế nhưng hàng trăm năm qua, không một ai có thể đạt được sự công nhận của 9 đầu rồng, cả ta cũng không được. Đây chẳng phải là cánh cửa đá của ông nội ta sao? Sao lại ở đây được? Chẳng lẽ ông nội của ngươi là Đan Tổ? Một người ông quý giá, có thể là Đan Tổ, ha ha. À, ông nội ta chắc không phải là Đan Tổ. Có lẽ là ta nhớ nhầm rồi. Thôi được, thời gian gấp rút. Hai người các ngươi chỉ cần đặt tay, đặt lên thái cực bàn, rót linh lực vào là được. Tư chất khác nhau, số đầu rồng phát sáng cũng sẽ khác nhau. Nếu ngay cả một đầu rồng cũng không phát sáng, sẽ dẫn đến tam muội chân hỏa, bị lửa thiêu đốt đến chết. Nếu muốn phá giải phong ấn, để nhận được truyền thừa, thì phải làm sao để thắp sáng toàn bộ 9 đầu rồng. Tư chất của ta kém cỏi như vậy, có khả năng chẳng thể thắp sáng nổi cái nào. Ta không muốn bị thiêu chết đâu, hai người các ngươi ai lên trước đây? Bọn ta lên trước. Này sư phụ, sợ gì mà không lên đi? Tần Phong, ngươi biết mình là bảo bối, sợ chết rồi phải không? Nếu là bảo bối thì tránh xa ra, để ta. Tông chủ ngài nhìn xem, quả là sư huynh thành, thắp sáng đầu rồng trong chớp mắt. Còn đang thắp sáng cái thứ bảy. Tám đầu rồng chẳng lẽ? Thất bại rồi, Trần Thiên Thắng người thất bại đi. Sư huynh. Dậy mau. Quả nhiên vẫn không được rồi. Thiên Thắng. Ây da, tư chất cửu phẩm cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn chẳng bằng Tiểu Phong nhà ta. Tôi không được, thì cái tên phế kia càng không được. Sư phụ con tư chất kém cỏi thế này, chắc chắn không ổn đâu. Đồ đệ ngoan cứ mạnh dạn tiến lên. Sư phụ ở ngay phía sau con, có nguy hiểm, sư phụ sẽ ra tay để bảo vệ con an toàn. Giống quá. Càng nhìn càng giống cửa đá nhà ta. Có sư phụ đi cùng, chắc chắn không có chuyện gì đâu, bắt đầu thôi. Tìm chết. Dám nhúng tay vào truyền thừa bảo bối. Đan Tổ nổi giận, lửa giữ đốt thân, Tiểu Phong chờ chết đi. Ha ha. Không ngờ, Tần Phong thực sự, đã giải phong ấn. Sư phụ, ngài thật sự gài bẫy con mà.
Sao có thể nói vậy? Ta là tin tưởng con mà. Làm sao có thể chứ? Tần Phong chẳng phải là một người không có tư chất sao? Thật không thể ngờ. Tư chất chín phẩm, còn không được công nhận, mà Tần Phong không có tư chất, lại vượt qua được thử thách. Ông trời thật không bỏ mặc tông khôn của ta. Ôi đệ tử giỏi của ta. Con vừa đẹp trai vừa giàu có, lại được gian tổ công nhận, con thật là xuất sắc. Không như một số người, tối nay chắc chắn sẽ mất ngủ rồi. Tần Phong mau tiến lên đi, di sản của gian tổ thuộc về ngươi, được. Đứng lại cho ta. Là ta đã phá giải chứ không phải ngươi. Trần Thiên Thắng ngừ. Ngươi chưa uống rượu mà đã say rồi à? Cửu Long phi quan, cửa đá mở rộng, bao nhiêu cặp mắt đều chứng kiến tận mắt, rõ ràng là Tần Phong đã giải cấm chế. Liên quan gì đến ngươi? Có liên quan gì chứ? Ngươi hiểu gì chứ? Tất cả dị tượng đều do ta khởi đầu, chỉ là cấm chế đã tồn tại quá lâu, nên cần thời gian phản ứng thôi. Chẳng qua là lúc Tần Phong tiến lên, thì tình cờ cấm chế phản ứng, nếu không, một người có can linh phế, làm sao có thể vượt qua được chứ? Vô lý, khi ngươi kiểm tra bàn thái cực bị vỡ, nhưng khi Tần Phong kiểm tra, thái cực bàn hoàn toàn nguyên vẹn, đủ để chứng minh rằng chính Tần Phong đã giải phong ấn. Không thể nói như vậy được. Trong tu tiên tư chất là quan trọng nhất, chắc hẳn đan tổ cũng không muốn truyền hết tài năng cho một kẻ không có chút tài cán nào. Tông chủ, ngài nghĩ sao? Phong ấn này thực ra mở ra cho ai cũng là vấn đề gây tranh cãi, tuy nhiên không phải là không có cách để phán đoán. Tông chủ có cách nào không? Truyền thừa của đan mạch sẽ tự tìm chủ nhân. Tần Phong, Trần Thiên Thắng, các ngươi đứng trước cửa đá, truyền thừa chọn ai thì chính người đó giải được phong ấn. Tần Phong, ngươi còn muốn lật ngược tình thế sao? Ngươi mau từ bỏ đi. Trần Thiên Thắng có tư chất của đại đế, truyền thừa của đan tổ chắc chắn sẽ chọn hắn. Liệu có phải thật sự đúng như Trần Thiên Thắng nói không? Tôi chỉ tình cờ đến đúng lúc cấm chế được mở thôi. Thấy rồi chứ, truyền thừa đã chọn Tần Phong, chính Tần Phong đã giải cấm chế. Bỏ phục hổ là của ta, truyền thừa cũng là của ta, không ai có thể cướp được. Trần Thiên Thắng, ngươi thật hèn hạ, truyền thừa đã có sự lựa chọn, dựa vào đâu mà ngươi cướp đoạt? Dựa đâu ư? Dựa vào ta là thiên tài, hắn chỉ là tên phế, tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi chẳng khác nào cướp bóc. Giới tu tiên vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, Tần Phong chỉ là một tên phế, biết gì về luyện đan chứ? Truyền thừa cho hắn chỉ là lãng phí. Chi bằng để cho ta, 7 ngày sau ta sẽ tham gia đại hội tông môn. Ha ha. Hóa ra con đường đan đạo đơn giản như vậy sao? Ta thành công rồi. Đệ tử tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Truyền thừa con đã lĩnh hội được hơn nửa, lần đối quyết tiên tông này, con nắm chắc phần thắng, tốt. Tông chủ, may mà là tôi tiếp nhận, nếu là Tần Phong tên phía này, tiếp nhận truyền thừa, thì chẳng khác nào tự đào mồ. Nếu Tần Phong nhận truyền thừa, sẽ thành thánh ngay lập tức, trở thành đan tổ thứ hai, cũng không chừng. Sư phụ có phải hơi quá lời không? Ngươi ngốc quá Trần Thiên Thắng, hắn đã cướp truyền thừa của ngươi. Tông chủ đã có sẵn cảm giác áy náy, nếu ngươi không thổi phồng lên, thì sao đòi được bồi thường? Tông chủ, lần này đỉnh thứ 5 của chúng tôi, tổn thất lớn như vậy, ngài phải thể hiện gì chứ? Không thì các đệ tử thấy lạnh lòng lắm. Tốt thôi, đúng là một phong chủ vô lại. Vừa hay ta lĩnh hội xong truyền thừa. Ngứa tay quá, chẳng phải hắn nói hắn có thể luyện chế tiên đan sao? Vậy thì so tài đi, ai luyện đan dược có phẩm chất cao hơn thì người đó thắng, kẻ thua cuộc sẽ bị lột gân xé xương đem cho chó ăn. Ngươi dám không? Ta, đánh thì đánh, ai sợ ngươi chứ? Sư phụ đừng hại con, hắn đã có được truyền thừa của đan tổ, con sao có thể so với hắn được. Yên tâm, sư phụ sẽ không hại con, kẻ thua sẽ bị phế bỏ linh căn. Ngươi chắc chắn muốn đánh cược? Ta không chỉ muốn cược, mà còn muốn tăng cược nữa. Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi ngọn núi thứ 5. Nếu ngươi thua, toàn bộ linh thạch và bảo vật núi thứ nhất.
sẽ thuộc về ta, ngọn núi thứ năm ngươi dám không? Cố Thành Ảnh, đầu óc ngươi bị hỏng rồi sao? Được thôi, nếu ngươi muốn chơi lớn, ta sẽ chơi cùng ngươi. Để cho ngươi tâm phục khẩu phục, sư phụ xin tha mạng cho con. Lời nói không có chứng cứ, ký tên đóng dấu đi. Kẻo ta lại sợ có người đổi ý. Sư huynh, Vũ Thành Ảnh nói rất tự tin. Biết đâu Tần Phong thật sự có thể luyện ra tiên đan, dù thêm trăm năm hay ngàn năm nữa, Tần Phong cũng không luyện ra tiên đan. A à, xong rồi xong thật rồi, con chắc chắn chết rồi. Chết cái gì mà chết? Ta có một lò hương tiên phẩm và thảo dược ngàn năm, dù có là con heo cũng có thể luyện đến tam phẩm, huống chi là con. Ha ha, Trần Thiên Thắng à, hắn vừa mới nhận được truyền thừa này, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được đâu, không thể thua được. Vũ Phương Tiên, người thật bỉ ổi, đối phó với kẻ đê tiện như ngươi, gài bẫy ngươi cũng đã là nhẹ rồi. Đinh Trắng rõ ràng không ai được phép nuốt lời. Ta không tin, truyền thừa của Đan Tổ không thể nào thua kém những thứ bên ngoài của ngươi. Tần Phong nhanh lên, ây ra. Tần Phong, chẳng lẽ người định dùng củi để luyện đan sao? Người biết cái gì chứ? Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Luyện cái của ngươi đi. Đan dược này, phân thành 9 phẩm trên 9 phẩm là tiên đan. Luyện ra phẩm nào thì sẽ có từng ấy vân đan. Từ 4 phẩm trở lên sẽ có một tiếng chuông vang. Trong tông môn chúng ta, cao nhất cũng chỉ luyện được đan phẩm 6 mà thôi. Còn về tiên đan, khi đan thành, tiếng chuông vang không dứt, cùng với ánh sáng 7 sắc rực rỡ, cả đời e rằng khó mà thấy được. Năm đường vân đan, đây là linh đan 5 phẩm. 5 phẩm này đã gần đạt đến lịch sử của tông môn chúng ta. Sư huynh Trần vừa mới nhận được truyền thừa đan đạo mà đã luyện ra được đan 5 phẩm, chỉ cần thêm thời gian, luyện ra đan phẩm cao hơn cũng không phải là không thể. Xong rồi xong rồi, tưởng rằng cố gắng lắm cũng chỉ đạt được đan nhất phẩm, không ngờ lại đạt đến 5 phẩm, lần này thật là cẩu thả rồi. Tần Phong, đan của ngươi đâu? Ta đã nói từ lâu rồi, Tần Phong ngươi chỉ là một tên phế vật thôi, lò đan cũng nổ tung rồi. Ha 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 ha. Tiếng chuông vang không ngớt, ánh sáng 7 sắc cầu vồng, tiên tử ngâm nga. Đây là tiên đan sao? Con không phải chỉ có thể luyện ra đan dược bình thường sao? Lúc nãy khi lên đây, con còn rất lo lắng. Nhưng giờ đây, những gì sư phụ nói đều là sự thật. Ha ha ha. Ồ, đó là đương nhiên, ngay từ đầu sư phụ đã rất tin tưởng con, quả nhiên con không làm ta thất vọng. Không thể nào. Đan dược cấp 6 đã là giới hạn của nhân gian rồi. Tiên đan lại càng chỉ có tiên nhân mới có thể luyện ra. Tần Phong ngươi là một kẻ vô dụng, làm sao có thể luyện ra tiên đan? Sự thật hơn cả lời nói, dị tượng tiên đan đang ở trước mắt, ngươi còn gì để không phục? Trần Thiên Thắng, Tần Phong đã luyện ra tiên đan, ngươi phải chấp nhận thua cuộc. Từ giờ trở đi, tất cả bảo vật quý giá của đỉnh thứ nhất đều sẽ thuộc về ta. Còn nữa, ngươi còn phải rút gân lột xương và quăng cho chó ăn. Không được. Tất cả những gì đặt cược đều do một mình Trần Thiên Thắng quyết định. Ta mới là phong chủ của đỉnh thứ nhất. Ta không chấp nhận cuộc cá cược này, nên cuộc cược này không có hiệu lực. Này Ngư Quan Hải, hai người các ngươi có định phá vỡ lời hứa trước mặt công chủ không? Không đúng, các người xem kìa. Tần Phong, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Sao đan dược lại biến thành tro như vậy? Không thể nào, ta luyện là đại thượng quy nguyên đan, có thể phục hồi bản nguyên thánh thể, tái tạo căn cốt, sao lại biến thành tro được? Ha ha ha. Tần Phong, ngươi đúng là biết nói quá, tái tạo căn cốt sao? Nếu trên đời thật sự có loại đan dược như vậy, tại sao ngươi không tự luyện mà dùng cho chính mình?
tái tạo căn nguyên linh căn vô dụng của ngươi đi. Ông nội ta nói cơ thể ta đặc biệt, luyện đan dược gì cũng vô ích. Sư phụ không sao chứ? Không ổn rồi, bệnh cũ tái phát, thì ra là vậy. Ta đã hiểu rồi. Tần Phong, ngươi đã luyện một viên đan giả. Các hiện tượng khi thành đan, đều trùng khớp cả. Sao có thể là đan giả được chứ? Vừa rồi khi đan hình thành, tất cả đan lực đã bị Vũ Phương Tiên hấp thụ. Nếu là tiên đan thật, thì sao cô ta lại thổ huyết? Trừ khi cô ta nứt nhầm đan giả, mới có thể thổ huyết đen. Hơn nữa, tâm tư của Tần Phong không thuần khiết. Trong các hiện tượng vừa rồi, còn xuất hiện một người phụ nữ ngồi trên đài sen. Điều này không thuộc phạm trù của tiên đan. Vậy nên, ngươi luyện chính là đan giả. Thiên Thắng đã nhận được truyền thừa đan tổ. Đối với ý đồ luyện đan, nắm rõ trong lòng bàn tay, tông chủ, ngài sẽ không nghi ngờ, truyền thừa đan tổ chứ. Tốt lắm. Ta chủ suýt nữa bị lừa. Ha ha ha, Vũ Phương Tiên. Ngươi vừa nói gì vậy? Cam chịu thua cuộc. Bây giờ, giao lại đỉnh thứ 5. Và mang Tần Phong, lột da rút gân, phế bỏ linh căn. Tần Phong, ta lại tái phát bệnh cũ, nhanh theo ta về đỉnh thứ 5, được. Muốn chạy sao, đuổi theo cho ta. Sư phụ. Sư phụ người không sao chứ? Sư phụ người sao vậy? Tại sao lại lạnh lẽo như vậy, còn đóng băng nữa, ta vốn là thánh thể thuần âm, nhưng bị kẻ xấu hãm hại, đoạt đi bản nguyên của thánh thể, từ đó để lại bệnh tật, mỗi năm vào thời kỳ cực âm, lại phát tác, toàn thân lạnh buốt, không biết hôm nay, vì sao lại phát tác sớm. Thánh thể thuần âm, sư phụ lần này còn xuống núi bái sư, là để tìm thánh thể thuần âm, để cứu mạng, Vũ Phương Tiên, ngươi có trốn cũng vô ích, mau giao ra đỉnh thứ 5. Nhanh lên. Mở vòng quay, kích hoạt đại trận bảo vệ đỉnh. Trước khi ta hồi phục, không được để bất cứ ai vào đỉnh thứ 5, nhanh lên. Chủ nhân ngọn núi thứ 5 đã kích hoạt bảo vệ, đây là trận pháp mà đan tổ để lại, ngay cả ta cũng không thể mở. Vũ Phương Tiên, ngươi có thể trốn lần này, nhưng không thể trốn mãi mãi, khi linh khí của trận pháp bảo vệ cạn kiệt, ta sẽ cho ngươi biết. Thế nào là tàn nhẫn? Sư phụ đã đỡ hơn chưa? Nóng quá. Sư phụ, khi phát tác bình thường, sư phụ giải quyết thế nào? Thật ra, ta còn có một sư tỷ. Trước đây mỗi khi phát tác, sư tỷ đều dùng linh lực, giúp ta dẫn dắt hàn độc, cùng ta chống đỡ nỗi đau của hàn độc gặm nhấm cơ thể. Nhưng giờ sư tỷ không còn ở đây. Còn con thì chưa hiểu về tu luyện. Vậy nên sư phụ chỉ có thể tự chịu đựng, nhưng tu vi của con kém như vậy. Không còn cách nào khác sao? Trừ khi tìm được thể đạo thuần dương, và cùng tu luyện song tu với nó, đưa sức mạnh thuần dương vào cơ thể ta, sư tỷ của ta lần này xuống núi, chính là để tìm kiếm thể đạo thuần dương cho ta. Nhưng, thể đạo thuần dương nghìn năm khó gặp. Sao có thể dễ dàng tìm thấy chứ? Sư phụ, con chính là thể đạo thuần dương đây. Thể đạo thuần dương, một người nghìn năm có một, thậm chí là độc nhất vô nhị trên đời. Dù tư chất của con rất xuất chúng, nhưng khả năng chỉ là một phần vạn, làm sao có thể là con được? Sư phụ, ông nội từng nói, con chính là thể đạo thuần dương, trong vòng 7 ngày phải tìm được thánh thể thuần âm và kết hợp với nó, nếu không, chắc chắn sẽ mất mạng, con là đồ đệ hư hỏng. Ta chỉ có thể lợi dụng con thôi, con không được lợi dụng ta, sư phụ con không lừa đâu, không tin người nhìn xem. Người. Ngạ ơi nhìn đi sư phụ, nơi con chạm vào. Băng đều tan chảy rồi. Chẳng lẽ Tiểu Phong thực sự là thể đạo thuần dương? Tư chất của Tiểu Phong thật nghịch thiên, có lẽ đúng là thể đạo thuần dương. Dù có phải hay không? Hiện tại cũng chỉ có thể liều thử một phen.
Vậy con mau chuẩn bị đi. Tiểu Phong, con chuẩn bị xong chưa? Sư phụ sẽ cởi ra đây. À, con đã sẵn sàng, con đã che mắt lại rồi. Người cứ yên tâm cởi đi, bỏ tay ra, mở mắt ra. Nếu Tần Phong thật sự là thể đạo thuần dương, thì việc để cậu ấy đẫm máu sẽ càng kích phát sức mạnh thuần dương. Thế thì không ổn đâu sư phụ, vẫn nên che mắt lại thôi. Đừng lắm lời bảo mở mắt là mở mắt. À, được thôi. Ngọc bội lạnh buốt. Hàn độc của sư phụ lại tái phát, phải lập tức trở về. Tông chủ, tại sao trận pháp bảo vệ đỉnh thứ 5 lại được kích hoạt, và tại sao các người lại tụ tập ở đây? Sư phụ ngươi đã cá cược với ta, và thua đỉnh thứ 5, giờ cô ta lại giở trò không chịu giao nộp. Nhưng ngọc bội cho thấy, sư phụ tôi lúc này hàn độc tái phát, đau đớn đến không thể chịu nổi. Không ổn rồi, hàn độc phát tác, nếu không trị liệu kịp thời, chắc chắn sẽ mất mạng. Ai có thể mở trận hổ phong này? Để tôi. Sư phụ, người chuẩn bị sẵn sàng, con sắp bắt đầu rồi. Vũ Phương Tiên, ngươi dám thông đồng với chó hoang, đây là cái mà cô nói là, đau đớn không chịu nổi sao? Vũ Phương Tiên, định mệnh là của ta. Tên phế vật Tần Phong, nắm cả gan đụng vào. Nhưng miếng ngọc bội này cho thấy, không thể nào sai được, thật không thể chấp nhận nổi. Tông chủ, những chuyện khác có thể nhẫn nhịn, nhưng Vũ Phương Tiên không biết giữ mình, đã làm ảnh hưởng đến thanh danh tông môn. Phải nghiêm trị, không, chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Sư phụ của tôi, dù hơi lập dị, nhưng mà không phải người như vậy. Đi thôi, vào xem, rốt cuộc là chuyện gì. Tần Phong, còn quá nóng, ta không chịu nổi. Chuyện này, làm sao biết, phải điều chỉnh thế nào chứ? Thật là không thể chấp nhận được. Cơ Hoàng Anh, đây là hiểu lầm mà ngươi nói sao? Tông chủ, ngài cũng đã tận mắt chứng kiến, người như Vũ Phương Tiên. Không xứng đáng làm phong chủ. Tông chủ để tôi vào xem. Và nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Đi. Thật là sức mạnh thuần dương mạnh mẽ, ngay cả nguồn gốc thánh thể của ta cũng được phục hồi. Chẳng lẽ Tần Phong thật sự là thể đạo thuần dương? Sư phụ, có ai sẽ vào đây không? Sư phụ, sao thế? Con sợ có người thấy chúng ta. Cùng tắm chung một hồ sao? Không phải, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa, quan hệ sư đồ giữa con và người. Nếu bị người khác thấy, sợ ảnh hưởng không tốt đến người. Ta không sợ. Là sư phụ. Thương yêu đệ tử, có gì không được chứ. Nhưng con sợ mà. Con vẫn còn là một chàng trai trẻ trong sáng mà. Con đã cứu mạng sư phụ. Có cần sư phụ, cho con chút phần thưởng nhé. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Xin hãy tự trọng. Sư phụ người làm con đau rồi. Đừng cử động lung tung, ta căn chỉnh không đúng nữa rồi. Tên đồi bại dám ức hiếp sư phụ ta. To gan, dám ức hiếp sư phụ ta. Tên đồi bại, ta chém ngươi. A. À. Sư phụ cứu con, nữ điên này muốn giết con. Tên đồi bại, từ lúc người khác gặp nguy mà ức hiếp sư phụ ta. Còn dám gọi ta là nữ điên, ta sẽ giết ngươi. Dừng tay.
Người không cần lo, con sẽ thiến tên đồi bại này, để nửa đời sau của hắn không còn hại được ai nữa. Này nữ hiệp, tôi không phải là kẻ háo sắc đâu. Là sư phụ, tôi đang giúp khai thông linh mạch. Nam độc thân và nữ độc thân, con nói không phải là kẻ háo sắc. Huyền Anh à, đặt kiếm xuống đi, cậu ấy là đồ đệ mới của ta, là sư đệ của con, Tần Phong, sư đệ. Điều này không thể nào, đỉnh thứ năm nghèo rớt mồng tơi, ngay cả cây tiên trên núi, cũng bị sư phụ đem bán. Sao có thể có người đệ tử nào, chịu đến đây bái sư? Huyền Anh à, con đừng có lúc nào cũng vạch trần điểm yếu của sư phụ. Cậu ấy thực sự là sư đệ của con. Vừa rồi hai người còn cởi trần, cùng tắm chung một bồn, sư phụ bị phát bệnh hàn độc, Tần Phong có thân thể thuần dương. Tắm chung với cậu ấy, điều này vừa cứu mạng tôi, vậy vừa rồi tôi ở cửa, nghe thấy gì đó không khớp. Sư phụ, điều này lại giải thích sao? Đó là sư phụ, đang tìm lối vào linh mạch của tôi, định vị để đưa vào linh mạch, tôi mới có thể hồi phục mà. Im miệng, ta không tin ngươi. Huyền Anh, Tần Phong không nói dối, thật sự là như cậu ấy nói. Được rồi, con tin sư phụ. Nhưng Tông Chủ và Trần Thiên Thắng, chưa chắc đã tin được, sư phụ cũng biết mà. Trần Thiên Thắng cậu ta, đã thèm muốn vẻ đẹp của sư phụ lâu rồi, anh ta có chút tức tối thất vọng. Còn cóc ghẻ, lại muốn ăn thịt thiên nga rồi. Vũ Phương Tiên, ngươi là phong chủ, mà lại làm chuyện đồi bại với đệ tử, làm hỏng phong khí của môn phái. Ngươi là phong chủ, mà lại làm chuyện đồi bại, làm ô danh môn phái, ngươi đáng tội gì, này. Đừng nói bừa, chúng tôi đâu có, không có cái gì chứ, chúng tôi chỉ đang vui vẻ thôi. Phong Phong bé nhỏ, anh vừa rồi mãnh liệt quá đấy, làm đau người ta rồi này. Không biết liêm sỉ, Vũ Phương Tiên, ngươi quả nhiên là một món hàng rẻ tiền. Sư phụ, anh không biết xấu hổ, ta là người đứng đắn. Vừa rồi sư phụ bị phát độc hàn, đúng lúc ta lại có thể chất thuần dương, tôi đang giúp sư phụ giảm đau, hì hì, thật nực cười. Anh có biết thể chất thuần dương vạn năm hiếm gặp không? Một kẻ vô dụng như ngươi, làm sao có thể có thể chất thuần dương? Ngũ phong chủ, dấu ấn thái âm giữa trán của ngài, vết thương cũ của ngài đã lành rồi. Đúng vậy, tông chủ, tuy tôi vẫn còn ở cấp kim đan, nhưng thể thánh đã khôi phục, việc quay lại thời kỳ đỉnh cao, chỉ là vấn đề thời gian, ngày mai tại trận quyết đấu tiên môn, có ta ở đây, sẽ không thể thua. Được. Hồi phục tốt là điều tốt, tông kiền khôn của ta, cuối cùng cũng tăng thêm một phần sức mạnh chiến đấu. Dù là vậy, ngươi cũng phải chấp nhận thua cuộc, giao lại đỉnh thứ năm đi. Ôi! Tông chủ, ta vẫn là một cô gái chưa xuất giá, chưa có chồng, mà bị người khác nhìn thấy hết rồi. Sau này làm sao, ta có thể lấy chồng đây? Tông chủ, ngài phải làm chủ cho ta đó. Ta còn chưa thấy được một sợi lông của ngươi, ngươi bị Tần Phong nhìn thấy hết rồi chứ gì? Ta chỉ thấy một chút thôi, cũng chưa thấy hết mà. Thôi được rồi. Phong chủ Vũ vừa mới khỏi bệnh, mà các ngươi lại ép sát từng bước. Ta tuyên bố hủy bỏ vụ cá cược, mau cút đi cho ta. Hừm. Muốn đòi nợ từ bà à, các ngươi cũng xứng sao? Chúc mừng sư phụ, cuối cùng cũng khôi phục được sức mạnh thánh thể. Sư phụ. Ma kiếm đang nổi loạn, nó đang hấp thụ sức mạnh thánh thể của người, không thể bỏ mặc được. Ma kiếm. Sư phụ, ma kiếm gì cơ? 1000 năm trước, Đan Tổ đã đánh bại thiên ma và trấn áp ma kiếm tại đỉnh núi thứ năm, rồi lập nên tông kiền khôn tại đây. Để trấn áp ma kiếm thiên niên, 60 năm trước, ta đã bị kẻ khác dụ dỗ, chạm vào ma kiếm, khiến tà khí nhập thể, còn bị cướp mất nguồn sức mạnh thánh thể. Từ đó trở đi, ma kiếm thì không ngừng hấp thụ sức mạnh thái âm còn sót lại trong cơ thể ta. Sư phụ, lần này con trở về, cũng là vì ma kiếm, lần đối quyết giữa các môn phái tiên giới lần này, Dược Vương cổ uy mãnh, nếu không thắng được cuộc đấu, không chỉ Tông Kiền Khôn sẽ diệt vong, mà cả sư phụ cũng sẽ bị ma kiếm nuốt chửng, trở thành thức ăn nuôi dưỡng ma kiếm. Rút ma kiếm ra là việc không thể tránh khỏi. Sư phụ, con sẽ đi rút kiếm, như vậy không chỉ giúp sư phụ thoát khỏi sự khống chế của ma kiếm,
mà còn khiến ma kiếm nghe lệnh con, gia tăng sức mạnh cho cuộc đối quyết giữa các môn phái, như vậy là tốt nhất. Nhưng muốn rút ma kiếm, phải chế ngự được linh hồn của ma kiếm. Ma kiếm đã bị phong ấn suốt nghìn năm, oán khí cực kỳ nặng nề, trừ phi là độ kiếp lão tổ, nếu không, không ai có thể rút kiếm ra. Độ kiếp đại năng hiếm như Lông Phượng, đều là những lão tổ trong vùng, làm sao họ có thể vô duyên vô cớ đến giúp chúng ta, sư phụ? Không hay rồi, ma kiếm đang hấp thụ khí lực của sư phụ. Trong một canh giờ, không thể rút ma kiếm ra. Sư phụ chắc chắn sẽ chết, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Ma khí thật quá khủng khiếp. Là ma kiếm. Vũ Phương Tiên bị kẻ xấu dụ dỗ chạm vào ma kiếm, cũng không gây ra biến động như vậy. Chẳng lẽ Vũ Phương Tiên đã khôi phục thánh thể và được ma kiếm chấp nhận? Thanh ma kiếm đã bị phong ấn hàng ngàn năm, Vũ Phương Tiên, cô ấy có được không? Nếu là trước đây, chắc chắn không thể, nhưng Vũ Phương Tiên đã bị ma khí xâm nhập nhiều năm. Thật khó mà nói trước. Không hay rồi, Đồ Nhi. Nhanh theo ta tới đỉnh thứ 5, nếu đến muộn, thanh ma kiếm sẽ nhận chủ mất. Đó chính là thanh ma kiếm, dù ta đã thấy nó bao nhiêu lần, vẫn không khỏi sợ hãi. Quả không hổ danh là ma kiếm. Ở xa như vậy, vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Đây là ma kiếm sao? Cũng không có gì đặc biệt mà, sư đệ, ma khí lớn như vậy, cậu không thấy sao? Đây chẳng phải chỉ là một thanh, là thanh kiếm bình thường sao? Chẳng lẽ là Tần Phong, sức mạnh thuần dương trong cơ thể, khiến anh ta không thấy được ma khí? Sư phụ, để con thử xem. Vũ Phương Tiên, ngươi đừng mơ độc chiếm ma kiếm. Sao ở đâu cũng có các ngươi vậy? Quả nhiên ma kiếm muốn chọn chủ. Hôm nay, ma kiếm chỉ thuộc về ta. Chỉ cần có thể rút được ma kiếm, ta có thể cắt đứt nghiệt duyên, không còn bị ma kiếm ràng buộc. Nếu Trần Thiên Thắng dám mạo hiểm rút kiếm, thì cứ để hắn đi, đỡ cho Huyền Anh và Tần Phong mạo hiểm rút kiếm, tránh ra. Ngây người làm gì, tránh ra. Bảo kiếm. Ta không tin ta không rút được. Dừng lại. Ma kiếm đã nổi giận, nếu còn dám tiến lên, nhẹ thì bị trọng thương, thổ huyết, nặng thì đứt đoạn linh mạch, mất hết tu vi. Sư phụ, không phải ma kiếm muốn nhận chủ sao? Sao vẫn hung dữ như vậy? Ma kiếm này e rằng, không phải để nhận chủ, mà là để giết người. Vũ Phương Tiên, nếu ta đoán không sai, hàn độc đang ăn mòn cơ thể ngươi, ma kiếm nổi loạn, ngươi đã kiệt sức rồi. Nếu hôm nay không rút được ma kiếm này, thì chắc chắn ngươi sẽ chết, đạo pháp tiêu tan. Thì ra là vậy, Vũ Phương Tiên, ngươi đã vùng vẫy bao năm, cuối cùng lại không thoát được, số phận bị ma kiếm nuốt chửng. Ha ha ha, sư phụ, con sẽ đi rút kiếm, đệ tử tuyệt đối không để sư phụ mất mạng và đạo tiêu tan. Này, sư tỷ. Sư tỷ không sao chứ? Sư đệ, tôi bị ma khí trọng thương, không còn sức để rút ma kiếm nữa. Đệ mau cứu sư phụ đi, con. Con có thể làm được không? Có được hay không thì đệ cũng phải thử, nếu không, sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. Sư phụ đối xử tốt với ta như vậy, đã đến lúc báo ơn rồi. Tần Phong, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường mà dám rút kiếm. Ngươi không sợ ma khí phản vệ, hóa thành cho bụi sao? Sợ, nhưng dù sợ ta cũng phải làm. Sư phụ đã có ơn với ta, và dạy ta phải biết báo ơn. Kẻ như ngươi, một kẻ vong ân bội nghĩa, sẽ không bao giờ hiểu được. Được, nếu đã như vậy, ta muốn xem ngươi chết thế nào. Hôm nay, một thanh ma kiếm đã khiến ba người của đỉnh thứ 5 thiệt mạng. Thật đúng là trời giúp ta mà.
Tần Phong. Miệng lưỡi ngươi thì thật cao cả, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn sợ chết. Một kẻ như ngươi, chắc là còn không dám chạm vào ma kiếm, sẽ bị khí ma, làm cho chết khiếp mà thôi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ Tần Phong không ổn rồi, sư phụ. Sư phụ ngươi đã kiệt sức rồi, đợi đến khi nén hương này cháy hết, chính là lúc sinh tử của Vũ Phương Tiên. Ta không sao. Sao có thể chứ, đến cả ta còn không chống đỡ nổi. Tần Phong ngươi dựa vào gì mà không sao? Quả nhiên Tần Phong là thuần dương đạo thể, sức mạnh thuần dương đạo thể, có thể bảo vệ Tần Phong không bị khí ma xâm hại, có vẻ như Tần Phong có thể rút được ma kiếm rồi. Không thể nào, hắn chỉ mới chặn được tà khí thôi, muốn rút được thanh kiếm này, cần phải có tu vi độ kiếp. Hắn chỉ là một phế linh căn, chưa từng luyện khí, làm sao có thể rút ra được. Tần Phong, đừng nghĩ rằng ngươi may mắn, vượt qua được tà khí là xong chuyện, ngươi không thể rút ma kiếm, thì sư phụ của ngươi vẫn phải chết, nhang này sắp cháy hết rồi. Sư phụ của Tần Phong sắp không qua khỏi. Ma kiếm đang rung chuyển, ngươi không thể rút ma kiếm, sẽ bị ma kiếm phản lại, ngươi chắc chắn sẽ chết. Đã rút ra được rồi, sư đệ đã rút ra được rồi, ma kiếm đã bị phong ấn cả ngàn năm, chỉ có người tu vi độ kiếp mới, miễn cưỡng rút được kiếm, điều này sao có thể? Sư phụ, đừng vội. Người hãy nhìn kỹ xem. Tôi đã nói gì nào? Một mình Tần Phong, sao có thể rút được ma kiếm? Nhưng vừa rồi, rõ ràng sư đệ đã rút được một chút, đó là vì ta, vừa rồi đã cố hết sức rút kiếm, khiến cho ma kiếm có chút lỏng ra. Khi Tần Phong lên, chỉ tình cờ rút được một chút mà thôi. Nói chính xác thì, không phải Tần Phong rút được, mà là ta rút được. Trần Thiên Thắng, người thật biết cách giành công đấy. Không được, sư phụ, kiếm bị mắc kẹt, không nhúc nhích chút nào, con phải dùng sức hơn nữa chứ. Sao Tần Phong rút kiếm, mà ta lại cảm thấy bụng dưới có cảm giác kỳ lạ vậy? Sư đệ lại rút được một chút, tuyệt đối không thể nào. Tần Phong là át chủ bài của đỉnh thứ 5, chỉ cần cậu ấy ra tay, không được đâu, sư phụ, vẫn còn quá chặt, để con thử cách khác. Sư phụ. Có phải, sư phụ cảm thấy không thoải mái không? Sao mặt sư phụ đỏ thế này? Ừm, không sao, chỉ là bụng có hơi đau. Nhanh quá, sư phụ chịu không nổi. Sư đệ, hình như sư phụ có gì đó không ổn. Sư phụ sao vậy? Không, không sao, việc rút ma kiếm chỉ còn trong tầm tay. Sư phụ có thể chịu đựng, tiếp tục rút đi, ồ. Sư phụ, người sao vậy? Vũ Phương Tiên đã bị ràng buộc với ma kiếm. Tần Phong hành động thô bạo như vậy. Đối với thanh ma kiếm, chắc chắn sẽ gây tổn thương đến sư phụ của ngươi. Ta đã nói ngươi không thể rút được thanh ma kiếm. Vũ Phương Tiên đã bị hàn độc, ăn mòn thân thể hàng chục năm, hoàn toàn không chịu nổi. Sức mạnh của việc rút kiếm, khi ngươi rút thanh ma kiếm ra, đó sẽ là ngày tử kỳ của Vũ Phương Tiên. Sư đệ, không được rút, nhanh chóng cắm lại vào. Không được rồi, quá chặt, không thể cắm lại được, đừng động nữa, cứ để nguyên vậy đi. Do Tần Phong gây ra thế này, hạn của thân thể thuần âm, sắp đến rồi, hôm nay nhất định phải, giao hợp với thân thể thuần dương. Tần Phong dáng vẻ tuấn tú, tài năng xuất chúng lại còn giàu có, ta đây mỹ mạo như hoa, thực lực mạnh mẽ, xem như cậu may mắn lắm rồi. Ma kiếm bạo động, ma khí ngập trời, Tần Phong không biết tự lượng sức,
liều lĩnh thách thức, ngươi đã chạm vào kiếm linh, bị ma khí nuốt chửng, chắc hẳn lúc này đang chịu khổ trong không gian kiếm linh, đau đớn vô cùng. Đáng đời, chỉ là một phàm nhân mà còn mơ tưởng rút ma kiếm, dù có sức mạnh thuần dương thì sao, cũng không thoát khỏi cái chết. Nghe đồn kiếm linh của ma kiếm rất hung ác, bị nó nuốt chửng thì xương cốt cũng không còn. Vũ Phương Tiên, ngươi chuẩn bị thu xác Tần Phong đi, Tần Phong nhất định sẽ trở về, ta tin tưởng anh ấy. Liệu Tần Phong có vượt qua không? Đây là đâu? Có ai không? Lại có thêm một món ăn. Đợi ta hấp thụ sinh mệnh của ngươi, là có thể thoát khỏi phong ấn, ai đó? Sư phụ, sao lại là ngươi? Sư phụ, sao lại là ngươi? Ta theo thiên ma ấn, vô tận 5 tháng, chưa từng thu nhận đồ đệ, lại càng không nhận loại như ngươi. Sư phụ đừng đùa nữa, hàn độc trong người ngươi, là ta giúp ngươi loại bỏ mà, ngàn năm nay chưa ai thoát khỏi bàn tay của ta, rốt cuộc tên này là ai? Sư phụ, đây là đâu? Hóa ra kẻ quấy rối ta, rút ma kiếm là ngươi. Chết đi! Ma khí của ta luyện ngàn năm, trừ phi là tu sĩ vượt kiếp, nếu không trong nửa nén nhang, sẽ tan thành máu mủ mà chết. Ngươi đang nói gì vậy? Cái gì mà tan thành máu mủ chứ? Tay ngươi bóp cổ ta, ngứa quá, sao có thể vậy? Ma khí của ta luyện nghìn năm, ngươi phàm, chạm vào phải chết ngay chứ. Đúng là hơi ngứa thật, muốn chết à? Lần này ta dùng 10 phần sức mạnh, ngươi phải chết. Này, sư phụ. Sao có thể, ma khí ta tích lũy nghìn năm, sao có thể bị ngươi quét sạch? Sư phụ, ngài không sao chứ? Sư phụ, ngài quên rồi sao, con là thuần dương đạo thể mà. Thuần dương đạo thể vạn năm hiếm gặp, tư chất nghịch thiên, tu luyện thần tốc, ngươi không có tu vi, sao có thể là thuần dương đạo thể? Không còn thời gian để nói nữa, chúng ta phải nhanh chóng tìm lối ra. Ta không phải là sư phụ của ngươi. Ta là kiếm linh của ma kiếm. 60 năm trước, ta đã hấp thụ sức mạnh thái âm của Vũ Phương Tiên. Trong ta có cô ấy, trong cô ấy có ta. Ngươi chính là kẻ đã hành hạ sư phụ ta gần chết, là tội đồ phải không? Tần Phong là thuần dương đạo thể, thành tựu tương lai vô hạn. Nhận hắn làm chủ cũng không tồi. Ma khí ngàn năm đã được thanh tẩy hoàn toàn. Ta đã hóa thân thành ma, trở thành thần kiếm. Thanh kiếm này nguyện nhận ngươi làm chủ. Kiếm linh bái kiến chủ nhân. Vũ Phương Tiên, Tần Phong không thể trở về được. Nén hương này sắp cháy hết rồi. Ngươi không sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi quỳ xuống, nhận ta làm chủ, và van xin, ta có thể cho ngươi thêm tuổi thọ. Tần Phong có số mệnh may mắn. Ta đếm đến 3, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sau khi đếm xong, nếu ngươi muốn nhận ta làm chủ thì muộn rồi. 1, 2, 3. Vũ Phương Tiên, ngươi vẫn sợ chết. Kính chào chủ nhân, Tần Phong. Vũ Phương Tiên, ngươi bị lẫn rồi sao? Nhìn rõ ta là ai đi, lạ thật, tại sao ta lại đột nhiên quỳ xuống? Sư phụ, Tần Phong anh ấy, đã rút được ma kiếm rồi. Quả nhiên ta không nhìn nhầm. Thật sự anh là một thiên tài hiếm có thế gian, sư phụ đừng quá khen con nữa, muốn chinh phục được ma kiếm, ít nhất cũng phải có tu vi kim đan. Tần Phong chỉ là một người bình thường, đến luyện khí chưa đạt, làm sao có thể rút được ma kiếm? Không đúng, đây không phải là ma kiếm, ma kiếm có luồng khí ma mạnh mẽ, nhìn tay cậu ấy, không có chút khí ma nào, rõ ràng đây là giả. Tôi hiểu rồi, nơi này, căn bản không phải là nơi phong ấn ma kiếm. Tần Phong, thứ cậu rút được không phải là ma kiếm thật, các người tốn công giàn dựng một màn đánh cháo này, chẳng phải là muốn độc chiếm? Vậy rốt cuộc ma kiếm thật đang ở đâu? Tao ra đây, vừa rồi ngươi không phải đã lên đó rút kiếm sao? Ai biết được các ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Vũ Phương Tiên, kiếm ma, ma khí ngút trời, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngày mai Tiên Tông sẽ đối đầu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến vì kiếm ma, ngươi không giấu được đâu, đi. Sư phụ, đệ tử đã rút ra được thanh kiếm ma này, thân thể của người đã hồi phục chưa? Ta đã hoàn toàn hồi phục, thánh thể thuần âm, ngày mai Tiên Tông đối đầu, xem ai dám làm loạn.
Tuyệt quá, sư phụ, giờ sẽ không còn ai có thể bắt nạt Bất Quang Đệ Ngũ. Huyền Anh à, hôm nay con bị thương không nhẹ, về nghỉ ngơi đi. Sư phụ, hôm nay là hạn cuối cùng để hợp thể với thuần dương đạo thể của ngài đúng không? Sư phụ, hãy cẩn thận. Tần Phong, sau thời gian bên nhau, sư phụ đã quyết định. Từ bây giờ, con bị trục xuất khỏi môn phái, tại sao vừa nãy con không phải là... Sư phụ, ngài định làm gì vậy? Sau nhiều năm, lại quay trở lại, Thiên Khôn Tông, vẫn tàn tạ như xưa. Sư đệ, Diêm Vô Địch chính là kẻ cướp đoạt bản nguyên thánh thể của sư phụ. Diêm Vô Địch, ngươi là kẻ phản bội của tông môn, còn dám hủy diệt tông môn của ta, Thiên Khôn Tông. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tông chủ, ta của ngày hôm nay, đã khác xưa rất nhiều. Ngươi không thể giết ta. Ngươi đã đột phá đến Nguyên Anh, thăng tiến đến cảnh giới hóa thần. Đúng vậy. Tất cả nhờ vào bản nguyên thánh thể của Vũ Phương Tiên. Nếu không nhờ vậy, ta làm sao có thể đạt đến hóa thần cảnh giới trong một vài năm ngắn ngủi. Đừng phí lời nữa, muốn đánh thì đánh. Ân oán giữa chúng ta cũng nên được giải quyết rồi. Đừng vội, hôm qua ma khí bốc lên ngút trời, cả vùng Bắc Cảnh đều thấy. Hôm nay đến đây, không chỉ có ta từ Dược Vương Cốc. Người của Mộ Kiếm Ngô gia Ngô Viễn Tử, đại trưởng lão của Phù Lục Tông Phòng Độ Dương, hôm nay đến để đòi lại ma kiếm. Hôm nay, tất cả 16 tông của Bắc Cảnh đều có mặt ở đây. Vũ Phương Tiên hãy giao ma kiếm ra. Ngô Viễn Tử, Phòng Độ Dương, các cao thủ có mặt đều là cường giả cảnh giới hóa thần. Vũ Phương Tiên, ta đã nói rồi mà, ngươi không giữ được ma kiếm đâu. Các ngươi sẽ không thể có được ma kiếm, ma kiếm đã nhận chủ rồi. Tần Phong, hãy rút ma kiếm ra, cho bọn chúng mở mắt ra. Vâng. Không thể nào, ma kiếm bị phong ấn ngàn năm, chỉ có cường giả độ kiếp mới có thể rút ra được, hắn không thể rút được. Chẳng lẽ tên tiểu tử này, hắn là cao thủ độ kiếp? Tần Phong chẳng qua chỉ là một người không có chút khí tu luyện nào, chỉ là một linh căn phế bỏ đi mà thôi. Là kiếm giả, ma kiếm thật đã bị Vũ Phương Tiên giấu. Vũ Phương Tiên, ngươi dám lừa ta? Nghe đồn trên ma kiếm có khắc thiên ma ấn, đó là dấu ấn được khắc. Có dấu ấn đó chính là ma kiếm, thiên ma ấn. Để ta xem thử. Có phải là cái này không? Chỉ có vậy thôi, chẳng lẽ? Đúng là Tần Phong đã rút ra ma kiếm. Ngô Viễn Tử, hãy nhìn kỹ, dù đó là dấu ấn thật, không giả, nhưng nó không phải là thiên ma ấn. Sao đạo hữu lại nói vậy? Ta là người của Phù Lục Tông, chuyên nghiên cứu phủ chú và khắc ấn, tự nhiên sẽ nghiên cứu cả thiên ma ấn. Cũng có tìm hiểu, thanh kiếm trong tay Tần Phong thì có khắc ấn, nhưng không hề có chút khí tà khí nào, sao có thể là thiên ma ấn tình huyết chứ? Ấn đó là giả mạo. Ma kiếm đương nhiên là kiếm giả. Tốt thôi, suýt nữa thì bị các ngươi lừa qua mặt. Ma kiếm là báu vật thiên hạ, mọi người nên cạnh tranh công bằng. Ngươi lại muốn độc chiếm, mau giao ma kiếm ra đây. Giao ra đây, giao ra đây, giao ra đây, giao ra đây. Một đám người tài sát thịt phàm trần, không biết báu vật ma kiếm ngay trước mắt, còn có thể nhầm. Vũ Phương Tiên, ngươi nói thanh kiếm này là ma kiếm, ngươi dám không? Để Tần Phong đối đầu với đệ tử của ta một trận. Đệ tử của ta, Khổng Sinh, có tư chất chín phẩm, kim đan đỉnh phong, còn hắn chỉ là một người thường. Nếu hắn thực sự cầm trong tay ma kiếm, cũng đủ để cân bằng. Trận đấu giữa hai người, chắc chắn là cái chết. Ngươi có dám đấu không? Đấu thì đấu, đấu thì đấu. Nhưng đấu khô khan như vậy, thật là quá nhạt nhẽo, sao không đặt cược một chút? Vũ Phương Tiên, đã mấy chục năm trôi qua, tính cách ham mê cá cược của ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Đã muốn đánh cược, ta sẽ cùng ngươi đánh cược, được chứ? Ngươi muốn cược gì? Cuộc chiến Tiên Tông hôm nay,
liên quan đến sự sống còn của tông phái ta, Thiên Khôn Tông. Nếu Tần Phong thắng, Dược Vương Cốc các ngươi sẽ bị diệt. Còn về phần ngươi, Diêm Vô Địch, ngươi sẽ phải quỳ xuống chịu tội, để chuộc lại tội lỗi của mình. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Ta đồng ý, nếu Khổng Sinh thắng, ta sẽ khiến Thiên Khôn Tông các ngươi bị tiêu diệt, và biến toàn bộ các ngươi hóa thành dưỡng chất, để truyền vào trong ma kiếm của ta. Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Khổng Sinh, không cần nương tay. Dạ, sư phụ. Sư phụ, người quá vội rồi, tư chất của con thấp như vậy, con làm sao đánh thắng được? Đúng vậy, sư phụ, dù có ma kiếm trợ lực, cũng vẫn rất nguy hiểm. Yên tâm đi, Tần Phong, sư phụ lừa ngươi chưa? Sư phụ, người không ít lần lừa sư đệ đấy. Ai ra yên tâm đi, lần này sư phụ, có 10 phần chắc chắn. Dù thật sự nguy hiểm, ta cũng sẽ đỡ cho ngươi. Vậy, vậy được rồi, nhanh lên. Ngươi có biết thanh kiếm này đã giết bao nhiêu người không? Nghe nói Khổng Sinh của Dược Vương Cốc, từ khi gia nhập tông môn, đã bắt đầu giết người, những oan hồn chết dưới tay hắn, không đến 1.000 thì cũng 800, chỉ dựa vào sát khí oán niệm này, cũng đủ lấy nửa mạng của Tần Phong. Tần Phong, lần này ngươi chết chắc rồi, đừng sợ. Giết ngươi, chỉ cần một khoảnh khắc. Không thể nào, thanh kiếm này của ta, đã nuốt hàng trăm máu người, sát khí trên thân kiếm, khiến kiếm thường chạm vào liền vỡ nát, dù là linh bảo đã qua luyện hóa, cũng sẽ bị sát khí phản lại, xông sát mà thổ huyết, thanh kiếm này của ngươi rốt cuộc là từ đâu? Ta vừa nói rồi mà, đây là ma kiếm, chết đến nơi còn cứng miệng, vừa rồi là ta bất cẩn, giờ ta sẽ lấy mạng ngươi, kiếm linh kiếm linh. Có ở đó không, đừng ngủ nữa, mau đến cứu ta đi, vừa rồi ta chỉ dùng 2 chiêu. Lần này ta sẽ dùng toàn lực giết ngươi. Khổng Sinh sẽ dùng chiêu kiếm mạnh nhất của hắn, Đăng Long Kiếm, một khi trúng chiêu kiếm này, dù có tu vi Nguyên Anh, cũng chắc chắn sẽ chết. Đăng Long Kiếm, truyền thuyết kể rằng đó là Bách Lý Kiếm Thần. Được tạo ra khi ông chém rồng, những nơi mà nó đi qua, đều bị phá hủy hoàn toàn. Tu vi của Khổng Sinh đã đạt đến đỉnh Kim Đan, chỉ còn cách Nguyên Anh một bước cuối cùng. Với một đòn toàn lực ở cảnh giới như vậy, ta e rằng ngay cả trời cũng bị đâm thủng. Tần Phong chỉ là một người phàm trần, chắc chắn không thể sống sót. Nghe nói thứ mà Tần Phong cầm trong tay không phải là ma kiếm, dù có thực sự là ma kiếm, dưới thanh Đăng Long Kiếm này cũng chắc chắn sẽ chết. Vũ Phương Tiên, lần này ngươi đã hại chết Tần Phong rồi. Sư phụ, Đăng Long Kiếm thật sự mạnh đến vậy sao? Đến cả ma kiếm cũng không chống nổi sao? Không thể nào, ma kiếm lợi hại vô cùng, sao lại không thể ngăn nổi đòn tấn công của Kim Đan? Chiêu kiếm này sẽ khiến ngươi tan thành tro bụi. Đăng Long Kiếm. Kiếm Linh, nếu ngươi không ra, ta sẽ chết mất. Chủ nhân, Kiếm Linh đã đến muộn. Chủ nhân, Kiếm Linh đã đến muộn. Khổng Sinh, bây giờ ngươi đến cả một kẻ phế linh căn cũng không giết nổi sao? Tần Phong, ngươi đúng là tài năng, làm ta mất mặt trước sư phụ ta, đi chết đi. Sư phụ, không thể đánh tiếp được nữa, sư đệ sắp không chịu nổi rồi. Hãy đợi thêm chút nữa. Khổng Sinh, mấy hiệp rồi, mà đối phó với một tài năng, cũng khó khăn đến vậy sao? Ngươi đúng là tài năng, tại sao lại khó giết đến thế? Chết đi. Không được, không thể đánh tiếp, nếu đánh tiếp, Tần Phong chắc chắn sẽ chết. Vũ Phương Tiên, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuộc đối đầu Tiên Tông, nếu ngươi dám ra sân thì chính là vi phạm luật, không chỉ riêng Tông Kiền Khôn bị xử thua và tiêu diệt, mà còn tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ cùng ra tay tiêu diệt ngươi và Tần Phong,
Vì đệ tử, ta không ngại đối đầu với tất cả các ngươi. Sư phụ, nhanh lên, nhìn kia, ma kiếm. Chẳng lẽ là thiên ma ấn? Không thể nào chỉ là một thanh kiếm giả, sao có thể có thiên ma ấn, chắc chắn là giả rồi, kiếm linh của ma kiếm, giả bộ huyền bí tìm đường chết. Bọn chuột bọ dám giết chủ nhân. May mà cô xuất hiện, nếu đến muộn một chút, tôi chắc chắn sẽ chết rồi. Chủ nhân đang đùa, người có thể làm hại ngài trên thế gian này, vẫn chưa được sinh ra. Sư phụ kiếm linh của ma kiếm này, trông giống như người vậy. Ta đã hấp thu năng lượng âm của Vũ Phương Tiên, hơn chục năm rồi, tự nhiên giống cô ấy. Hay thật đấy. Thì ra bao nhiêu năm nay, người luôn làm ta phải chịu khổ. Là ngươi, hôm nay ngươi xem ta không đánh chết ngươi mới lạ. Tới đây ai sợ ai nào? Ôi ngươi thật là, kẻ không biết xấu hổ. Đã trộm sức mạnh của ta, còn không chịu thừa nhận, ngươi còn dám tỏ ra ngạo mạn nữa sao? Xem hôm nay ta không đánh cho ngươi vỡ mặt ra thì ta sẽ không mang họ Vũ nữa. Thôi mà sư PS sư phụ bớt giận. Tần Phong, bao lâu không gặp mà, anh đã cưới vợ mới rồi, quên người cũ rồi sao? Không phải đâu sư phụ, đây là, tôi không quan tâm, hôm nay có cô ta thì không có tôi, dù sao hai chúng tôi cũng giống nhau, tự chọn đi. Chủ nhân. Tần Phong. Ôi trời. Sư phụ, bây giờ tôi là chủ nhân của ma kiếm, cô đánh cô ấy bị thương, tôi cũng sẽ bị thương, ha ha. Vậy chuyện này giải quyết với 500 viên linh thạch nhé. Các ngươi coi như ta không tồn tại sao? Kiếm linh của ma kiếm, chính xác không sai, Tần Phong thật sự đã rút ma kiếm ra, hắn ta rút ra thì đã sao, kẻ bình thường không có tội, giữ báu vật là mang tội, Tần Phong chẳng qua chỉ là tên phế vật, hắn không đủ tư cách để kiểm soát ma kiếm. Tần Phong, biết điều thì, giao ma kiếm ra, có thể giữ cho ngươi nguyên vẹn xác, nếu không, nghiền xương thành tro, không còn lại gì. Muốn giết Tần Phong, trước hết phải qua cửa của ta. Ấn ký thái âm, ngươi đã khôi phục thánh thể thuần âm, sao sợ rồi phải không? Thánh thể thái âm ngày xưa đã trở lại, những món nợ ngày xưa, ta sẽ từng chút tính sổ với các ngươi. Năm xưa chúng ta bị cô ta, đánh cho hoa rơi nước chảy, giờ cô ta đã khôi phục lại thánh thể. Chúng ta càng không phải là đối thủ nữa, hay là việc ma kiếm, hãy để đó đi, ta không muốn, bị cô ta ý trả thù, lo gì cô ta chỉ mới khôi phục thánh thể, chứ chưa khôi phục tu vi, hiện giờ, ngươi và ta đều đã thành công hóa thần. Chút cảnh giới kim đan, có gì đáng sợ, còn có linh kiếm của ma kiếm mà, công lực của Vũ Phương Tiên là không đủ, nhưng linh kiếm đó từng theo thiên ma. Sức mạnh của linh kiếm phụ thuộc vào kiếm chủ, và kiếm chủ lại là Tần Phong tên vô dụng, dù ma kiếm có mạnh đến đâu. Thì cũng vô dụng trong tay hắn, cũng không thể phát huy nổi một phần vạn sức mạnh, thật sao? Vậy các ngươi có thể thử xem. Các vị tiền bối, Vũ Phương Tiên hôm qua mới, phục hồi nguyên khí thánh thể, trạng thái vẫn chưa ổn định, nếu thật sự giao chiến, chắc chắn không phải là đối thủ của các vị. Trần Thiên Thắng là người của Tông Kiền Khôn, những gì hắn nói sẽ không sai, sợ gì chúng ta cùng lên, Vũ Phương Tiên không thể đánh bại tất cả chúng ta. Vũ Phương Tiên, ngươi thấy rồi chứ? Hôm nay chính là ngày tận số của ngươi, Trần Thiên Thắng, ngươi là kẻ phản bội không quyết đoán, biết thời biết thế mới là anh kiệt, cao thủ hóa thần áp sát, ông Kiền Khôn chắc chắn sẽ thất bại, ta tự nhiên phải vì bản thân mình, tìm một chỗ tốt để lui về, các vị tiền bối, nếu thật sự đánh nhau, ta nguyện xung phong đi đầu. Ngươi thật vô liêm sỉ, sư phụ chúng ta giờ phải làm sao? Không sao, đánh một là đánh, đánh cả đám cũng là đánh. Đến đây. Các ngươi xem ta không tồn tại sao? Trận chiến giữa các môn phái vẫn chưa phân thắng bại, vấn đề về ma tướng tạm thời hoãn lại, trận chiến giữa các môn phái tiên gia vòng 2 là luyện đan. Trưởng lão Diệp, hiện tại Khổng Sinh đã mất đi sức chiến đấu, không thể tiếp tục thi đấu, tôi đề nghị không thi luyện đan mà thêm 2 trận thi đấu khác. Kết quả thắng thua của 2 trận đấu, cũng có thể quyết định chủ nhân của ma kiếm, ngài thấy thế nào? Ta đang luyện hóa bản nguyên thánh thể của Vũ Phương Tiên, vẫn cần thêm một chút thời gian nữa, phải nghĩ cách, kéo dài thêm một lúc. Ngài muốn thêm phần thi gì? Vẽ bùa và luyện khí. Tông Kiền Khôn không có ai biết, Dược Vương Cốc cũng không có ai, làm sao mà thi đấu, ta cũng nguyện ý thay Dược Vương Cốc ra trận. Các ngươi thông đồng với nhau, ta không đồng ý im ngay, Vũ Phương Tiên, ngươi không phải là tông chủ, ngươi không có quyền từ chối.
Tông chủ ngài đã nghĩ kỹ chưa? Nếu ngài đồng ý, vẫn có thể giữ lại chút thể diện. Nếu ngài không đồng ý, các cao thủ ở đây sẽ ra tay. Tông chủ, đừng sợ hắn, có tôi ở đây. Ta đồng ý. Tông chủ sao ngài lại đồng ý chứ? Ta còn có thể làm gì? Tôi đã khôi phục thánh thể thuần âm, đối phó với bọn họ không thành vấn đề. Mọi người ở đây đều là cao thủ, cảnh giới thấp nhất cũng là Nguyên Anh. Cô chỉ mới đạt kim đan, dù có thánh thể bảo vệ, cũng không phải là đối thủ của họ. Vũ Phương Tiên, ngươi nghĩ ngươi vẫn là của 60 năm trước sao? Bây giờ ngươi còn không xứng xách dép cho ta. Thôi đủ rồi, trận thứ hai của cuộc đấu tiên tông, vẽ phù, bắt đầu. Tông Kiền Khôn, có ai ra ứng chiến không? Nếu không có, thì mau chóng bỏ cuộc đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tông Kiền Khôn từ ngàn năm nay, chưa từng mở lớp tu luyện vẽ phù. Không thể nào có ai biết được, dù có người biết, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Thanh Dương. Ông ấy là đại trưởng lão của Phù Lục Tông, tay nghề vẽ phù của ngài đã đạt đến mức thượng thừa. Nói ngài là đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là quá lời. Ta chỉ cho các ngươi 10 nhịp thở để suy nghĩ. Sau 10 nhịp thở, nếu không ai ra ứng chiến, sẽ coi như bỏ cuộc. Trong tông môn có ai biết vẽ bùa đâu, cuối cùng thì Tông Kiền Khôn cũng phải diệt vong dưới tay ta sao? Sớm biết vậy mấy năm qua ta đã bớt cờ bạc, học thêm chút thuật vẽ bùa và luyện khí rồi. Bây giờ Tông Kiền Khôn bỏ cuộc, Dược Vương Cốc thắng, ấy. Tôi biết một chút về vẽ bùa. Đệ biết vẽ bùa sao? Ông nội nghĩ đệ tư chất kém, sợ đệ không vào được tông môn, nên đã đặc biệt dạy đệ vẽ bùa và luyện khí. Lại là ông nội, lúc truyền thừa đan tổ, ngươi nói rằng cổng bên phải của Cửu Long giống với cổng nhà ông nội. Lúc quyết đấu luyện đan, ngươi nói ông nội để dạy luyện chế tiên đan. Giờ lại thêm, ông nội ngươi dạy ngươi vẽ bùa và luyện khí, ngươi không biết chuyện này. Thật sự nghĩ rằng ông ngươi là người lợi hại lắm. Ông nội ta thực sự không lợi hại, nhưng ông ấy từng nói rằng bùa ta vẽ là thần phù, khí cụ ta luyện là đế khí. Ta có nghe nhầm không? Đế khí, thần phù Tần Phong, ngươi nói vậy không sợ gió lớn làm lưỡi ngươi chật sao? Bùa được chia thành ba phẩm, bao gồm hoàng phù, linh phù và thần phù. Hoàng phù có thể trấn trạch trừ tà, linh phù còn là loại mà người như ta thiên tài về bùa chú có thể luyện chế, còn về phẩm cao nhất là thần phù, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện trong nhân gian. Ngươi nói ngươi biết luyện chế, chẳng lẽ bảo vật của ngươi còn mạnh hơn lão phu sao? Tần Phong, ngươi nói thật chứ, ngươi thật sự biết vẽ bùa? Tông Kiền Khôn truyền đến tay ta, dù có diệt môn cũng không thể không ai ra trận, hèn nhát mà bỏ cuộc. Tần Phong dù có biết hay không cũng chỉ có thể liều một phen mà thôi. Tông Kiền Khôn cử Tần Phong ra trận. Ông chủ, dù cuộc thi này liên quan đến sự sống còn của tông môn, nhưng ngài cũng không nên tìm bừa cứu chữa. Chẳng lẽ ngài thực sự tin vào những bùa chú của Tần Phong có thể vượt qua phù lão tổ của Phù Lục Tông luyện chế ra linh phù không? Câm miệng cho ta, dù Tần Phong có kém cỏi đến đâu cũng còn tốt hơn ngươi, kẻ đứng đầu hai hàng như ngươi. Được, vậy thì ta sẽ chờ xem bộ dạng tuyệt vọng của các ngươi. Kể từ khi nhập môn, những lời Tần Phong nói đều thành sự thật, thêm vào đó là tư chất nghịch thiên, chẳng lẽ thực sự là hậu duệ của một đại năng xuống núi để rèn luyện sao? Nếu đúng là như vậy, thì việc Tần Phong nói rằng biết vẽ phù luyện khí chưa chắc là không có thật. Dù lời Tần Phong nói là thật hay không, đợi đến khi tỉ thí xong thì sẽ biết rõ. Cố lên. Nơi này quá nguy hiểm rồi, cô nên quay về trước đi. Lão Phu đã tu luyện thuật phù lục hàng trăm năm, số linh phù mà ta đã luyện chế không đến hàng vạn, cũng ít nhất phải có 8-9 ngàn cái. Thuật phù lục của ta ở toàn bộ Bắc Cảnh không ai sánh bằng. Một kẻ như ngươi lại dám bước lên võ đài thách đấu với ta, thật là sự sỉ nhục đối với ta. Ta cũng không muốn lên đây giành giật, nhưng sư phụ đối đãi với ta không tệ. Hơn nữa tông môn chúng ta cũng không ai biết vẽ phù, ta không lên thì ai lên đây? Tần Phong, ngươi vốn có thể giao nộp ma kiếm và đứng ngoài mọi chuyện. Dù cho Tông Kiền Khôn có bị tiêu diệt cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã chủ động chen vào chuyện này thì ta sẽ khiến ngươi không có chỗ trốn thay. Giấy linh bút huyền cát tím cát vàng đều là những món cực phẩm. Ha ha, đạo hữu quả thật có mắt nhìn, những bảo vật này đều là ta đã tìm kiếm khắp nơi, dùng nhiều tiền để có được, mỗi món đều quý giá vô cùng. Ha ha, phù lục dù là pháp thuật bên ngoài,
nhưng cũng không thể coi thường. Phẩm cấp của phù lục phụ thuộc vào dụng cụ dùng để vẽ phù. Như dụng cụ cực phẩm của trưởng lão Phong đây, phù chú vẽ ra, thấp nhất cũng là linh phù cực phẩm. Ha ha! Xem ra Phong Thanh Dương định hạ sát thủ với Tần Phong rồi. Tần Phong, trưởng lão Phong đã chuẩn bị pháp khí thượng phẩm, còn ngươi chuẩn bị dùng gì để vẽ bùa đây? À! Ha ha ha! Tần Phong, ta bảo ngươi là vẽ bùa như ma quỷ, ngươi thật không làm ta thất vọng. Trưởng lão Ngô vừa mới nói, phẩm chất của bùa vẽ ra, phụ thuộc vào dụng cụ chuẩn bị, vậy mà ngươi lại lấy ra đống đổ nát này. Ha ha, không chỉ là đống đổ nát, mà còn bốc mùi khó chịu, tông chủ. Ngài nói muốn thua một cách thể diện. Nhưng điều này thì chẳng thể diện chút nào, ha ha ha. Thật là tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà. Vũ Phương Tiên, ngươi nói xem, sao không giao ma kiếm ra sớm đi, cần gì phải chịu cảnh mất mặt này, mất mặt thì cũng là chuyện nhỏ, đừng để đến khi Tần Phong mất mạng. Thì tất cả đều sẽ trách, ngươi sư phụ của hắn, các ngươi im lặng, không ai xem các ngươi là câm đâu, nếu làm Tần Phong phân tâm, coi ta xử lý các ngươi thế nào. Thì ra là bùa vận lôi ngũ quỷ, nghe nói bùa này, có thể điều khiển bùa vận lôi ngũ quỷ, đánh xuống thân người, không còn lại gì. Phong Thanh Dương đây là, định ra tay chí mạng thật sao? Hết cách rồi, tính toán đủ đường mà không ngờ, Phong Thanh Dương lão giả này, lại ra tay độc ác đến thế. Bùa vận lôi ngũ quỷ, là xét trời giáng, ngay cả khi ta ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không thể chịu nổi. Vũ Phương Tiên, giờ ngươi mới biết lo lắng sao? Để ta xem thử Tần Phong, đã vẽ bùa gì đây? Này ngươi, ngươi đang làm gì đó? Đừng phá rối. Tần Phong, ngươi đang vẽ bùa sao? Trong lúc quyết đấu mà lại vẽ ký hiệu nhỏ à? Mọi người nhìn xem, đây là bùa chú mà Tần Phong đã vẽ. Vô nghĩa. Ha ha ha. Đó là phủ của Vương Thiên Quân, được dùng để trấn trạch xua đuổi tà khí. Là một loại linh phù bình thường. Cái gì? Đây quả thật là một lá bùa. Ha ha! Dù đều là linh phù, nhưng giữa các linh phù vẫn có sự phân cấp. Những linh phù bình thường chỉ có thể bao bọc chút ít linh lực. Còn những linh phù mạnh mẽ một khi thành phù, sẽ dẫn đến dị tượng, thậm chí thần phù trong truyền thuyết. Khi thành phù trong khoảnh khắc, sẽ thu hút sự chúc mừng của chư tiên. Ký tím từ phương Đông kéo đến, cả đời chúng ta e là khó có cơ hội chứng kiến. Bùa vận lôi ngũ quỷ đã thành, Tần Phong. Nhanh chóng chịu chết đi, a à, đợi đã. Tôi không phục, tôi vẫn chưa vẽ xong mà, dù thế nào cũng thua, vẽ xong hay chưa có khác biệt gì đâu. Để hắn vẽ đi, cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Tần Phong, ngươi chẳng phải đã nói rằng, mỗi khi ngươi ra tay đều là thần phù sao? Sao bây giờ ngay cả linh phù cũng không phải? Quả nhiên vẫn không có, phép màu nào xảy ra? Xem ra là ta đã nghĩ sai rồi, Tần Phong không biết vẽ bùa, ha ha ha. Các ngươi thua rồi. Khí tím đông lai, đây là thần phù. Hả? Sao có thể như vậy? Ta đã khổ luyện thuật vẽ bùa hơn trăm năm, ta vẫn chưa thể vẽ ra thần phù. Một kẻ vô dụng như ngươi lại có thể vẽ được. Ngươi không vẽ được, đó là do ngươi học nghệ chưa tới. Tần Phong vẽ được, là do tư chất nghịch thiên. Chẳng lẽ công phu trăm năm của ta chỉ là vô nghĩa sao? Trưởng lão Phong, ngài đừng để bị họ lừa. Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ thần phù đó là giả? Đúng vậy, những chuyện như vậy Vũ Phương Tiên và Tần Phong làm không ít lần rồi. Ngươi nói nhảm, ngập tràn hoa nở, ánh dạng ngập trời, những dị tượng này đều ăn khớp với thần phù, chuyện này còn giả được sao? Ai biết các ngươi đã dùng thủ đoạn gì để giả mạo dị tượng? Trong trận đối quyết luyện đan, Tần Phong cũng đã dùng thủ đoạn
để tạo ra đan giả mà, Lão Gia Phong. Tần Phong và Vũ Phương Tiên làm vậy, là để hù dọa ông, họ chỉ đang giả bộ mà thôi. Giỏi lắm. Không thể đối đầu chính diện, nên muốn dùng tà đạo, để dọa ta chạy đi, may mắn là Thiên Thắng Hiền Điệt của ta mắt sáng như đuốc. Nếu không thì ta đã thật sự, bị các ngươi lừa gạt, ta thấy ngươi tu hành mà đến ngớ ngẩn rồi. Tần Phong ngay cả ma kiếm cũng có thể hàng phục, chỉ là một lá thần phù nhỏ bé, có gì đáng để bận tâm, đủ rồi chỉ cãi nhau cũng chẳng phân biệt được thật giả. Tần Phong có luyện được thần phù hay không? Thử là biết ngay, Phong Thanh Dương dùng ngũ quỷ vận lôi phù. Giết Tần Phong đi. Chết đi. Trưởng lão Phong ngũ quỷ vận lôi phù của ngài, ngay cả các đại năng vượt kiếp, cũng phải e dè, chẳng lẽ lại sợ Tần Phong sao? Ta một đại trưởng lão của Phù Lục Tông. Sẽ sợ một, tên nhóc còn hồi sữa ư? Hừ, Vũ Phương Tiên, kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi, ngũ quỷ viện lôi phù, có thể triệu hồi xét trời giáng xuống, Tần Phong hắn. Chắc chắn phải chết, cửu thiên kiếp lôi vô cùng tàn bạo, khi rơi vào người sẽ đau thấu xương đoạn hồn, ngay cả bậc đại năng độ kiếp đến đây, cũng phải đối phó một cách cẩn thận, nếu không cẩn thận sẽ hồn bay phách tán. Sư phụ hay là ngài nhận thua đi, hừ bây giờ mới biết sợ à? Muốn chạy thì đã muộn rồi. Hả, ngũ quỷ yện lôi phù. Thần phù cứu ta với. Ha ha, thần phù cái gì chứ, một tia sét cũng không đỡ nổi. Ha ha, lão phu chưa từng thất bại bao giờ, Tần Phong chết trong tay ta cũng không oan uổng. Chẳng lẽ ta đã đoán sai, Tần Phong không phải thiên tài, không được ta phải cứu hắn. Đó là hộ pháp thiên thần, pháp tướng của Vương Linh Quan. Tần Phong thực sự là thần phù, có thể triệu hồi một tia thần lực của đại nhân Linh Quan, có thể triệu hồi thần minh giáng thế. Chẳng lẽ bùa của Tần Phong thực sự là thần phù, không nghe lời lão nương, sẽ chịu thiệt ngay trước mắt. Không thể nào, Tần Phong chỉ là một linh căn phế, không thể nào luyện ra thần phù. Tần Phong chẳng phải là kẻ vô dụng gì, từ lúc hắn vào đỉnh thứ năm, ta đã biết, tư chất của hắn vượt qua tất cả mọi người ở đây. Kể cả tôi một cơ thể âm thuần khiết, sư phụ nói quá rồi. À, tôi là một linh căn phế. Đúng vậy, khi kiểm tra tư chất, Tần Phong đã làm hỏng đá kiểm tra. Vậy chuyện này giải thích sao? Điều này chỉ càng chứng minh, tư chất của Tần Phong là nghịch thiên, nếu không thì làm sao? Ngay cả đá kiểm tra cũng không thể xác định, toàn là nói bậy, mọi người đừng nghe cô ấy nói nhảm. Cô ấy đang mê hoặc mọi người, gây rối lòng người, trưởng lão Diệp trong cuộc đối đầu của các tiên môn này. Tần Phong đã thắng 2 trận, thắng 2 trên 3. Tôi nghĩ trận luyện khí cuối cùng này, không cần thiết phải đấu tiếp nữa chứ. Ông nên tuyên bố là môn phái Kiền Khôn của tôi đã thắng. Được thôi. Với tư cách là người chứng kiến cuộc đấu các phái. À tuyên bố, khoan đã. Sao định chơi xấu à? Thế giới tu tiên coi trọng thực lực, hôm nay ta có chơi xấu thì sao nào? Cái gì, không ngờ lại đạt đến đỉnh cao kỳ hóa thần. Chỉ cách kỳ độ kiếp một bước chân nữa thôi. Dù cùng là hóa thần, nhưng đỉnh cao hóa thần, với hóa thần sơ kỳ, cách biệt rất lớn, khoảng cách còn lớn hơn cả giữa kỳ hóa thần và kỳ luyện khí. Có lẽ Diêm Vô Địch là người đứng đầu dưới đạn tổ rồi. Hôm nay ta nói ai thắng thì người đó thắng. Tần Phong cho ta mượn ma kiếm một lúc. Diêm Vô Địch, giữa ta và ngươi có món nợ cũ, cũng đến lúc phải tính sổ rồi. Vũ Phương Tiên, chẳng lẽ ngươi muốn dùng tu vi kim đan để đối đầu với độ kiếp kỳ đỉnh phong sao? Có gì mà không thể? Ta có ma kiếm trong tay, không thể chiến đấu một trận. Vũ Phương Tiên, ngươi có vẻ quá thật tin rồi. Dù ma kiếm rất mạnh, nhưng sức mạnh cũng phụ thuộc vào người sử dụng. Tần Phong bảo vật này không thể phát huy được một phần tỷ sức mạnh của nó, còn ngươi thì hừm, nhiều nhất cũng chỉ được một phần vạn thôi. Vũ Phương Tiên, ta khuyên ngươi, hãy từ bỏ kháng cự một cách ngoan ngoãn, 60 năm trước ta có thể đánh bại ngươi. Ngày hôm nay cũng vậy, có đánh được không, thì cũng phải thử đánh mới biết, cứng đầu không chịu hiểu, nếu ngươi muốn chết, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi là con rùa rụt đầu sao,
chỉ biết trốn thôi à? Lúc nãy trong cuộc đấu Tần Phong, cũng chỉ biết trốn, sao ngươi còn bảo trốn là hay? Được rồi, để ta cho ngươi không còn chỗ mà trốn. Thái âm kiếm quyết, thái âm kiếm quyết, hóa ra là thái dương kiếm quyết. Năm xưa thái âm ma nữ, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, chính là nhờ vào kiếm quyết, giờ đây đã phục hồi thánh thể, cộng thêm sự tăng cường của ma kiếm, Diêm vô địch gặp nguy hiểm. Thái âm kiếm quyết là công pháp do Vũ Phương Tiên sáng tạo, chỉ một kiếm xuất ra, có thể đóng băng núi sông Đông Hải, Diêm vô địch có thể chống đỡ nổi không? Yên tâm, lần này chắc rồi, từ khi Vũ Phương Tiên sử dụng thái âm kiếm quyết, thì chưa từng thua lần nào, hôm nay nguy cơ của Kiền Khôn Tông chúng ta, cuối cùng cũng được giải quyết rồi, đương nhiên là vậy. Khi ta ra tay, thì không có việc gì là không giải quyết được. Đòn mạnh nhất này, chỉ có mức độ như vậy thôi sao? Sư phụ! Sao có thể như thế này? Ma kiếm đã hấp thụ sức mạnh thái âm của ta nhiều năm rồi. Ta đã khôi phục lại cơ thể âm thuần khiết. Dù chỉ là tu vi kim đan, nhưng một kiếm này đủ chém hóa thần. Sao ngươi lại không hề bị thương? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Bản nguyên của cơ thể âm thuần khiết của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Chẳng lẽ ngươi đã thành công luyện hóa bản nguyên của cơ thể thánh? Đúng vậy, 60 năm trước ở phương Bắc, ta đã cướp bản nguyên thánh thể của ngươi, ngày đêm luyện hóa, nhưng mãi không thành công. Nhưng ngay lúc nãy, khi các ngươi đang đấu vẽ phù, ta đã hoàn toàn luyện hóa nó. Vậy nên vừa rồi, ngươi đã lợi dụng ta để kéo dài thời gian. Ha ha, không thể không thừa nhận. Các ngươi đã đấu rất quyết liệt. Thực sự rất nghiêm túc. Nếu không phải nhờ các ngươi giúp ta câu giờ, ta đã không thể luyện hóa thể chất thuần âm này. Ngươi thật đê tiện. Đê tiện thì sao, kẻ mạnh luôn thắng. Nếu ta không ăn người thì sẽ bị người ăn. Sư phụ, ta đã gần đột phá kỳ độ kiếp, chỉ còn chút nữa thôi. Ta sẽ dùng lực của thái âm để bù đắp thiếu sót của ta. Sư phụ, hả, sấm sét độ kiếp. Diêm vô địch đang đột phá lên kỳ độ kiếp đại năng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến phép màu, ha ha ha. Đây là cảm giác của độ kiếp kỳ sao? Ha 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 ha. Sảng khoái quá, ma kiếm đến đây. Đã nhận Tần Phong làm chủ, ngươi đừng mơ điều khiển ta, nếu vậy, ngươi không cần tồn tại nữa. Chủ nhân, kiếm linh không thể bảo vệ ngài nữa. Kiếm linh, hôm nay ta sẽ chứng đạo bằng giết chóc, tái tạo ma kiếm. Bắt đầu từ ngươi. Không ổn rồi. Ma kiếm rơi vào tay kẻ xấu, giết chóc chứng đạo. Tái luyện ma kiếm, sinh linh đồ thán. Không ngờ Tần Phong lại chặn được ma kiếm, đó là một kiếm của cường giả độ kiếp, không đúng. Không phải Tần Phong chặn được, mà là thanh kiếm trong tay anh ta. Kiếm đó là gì vậy, lại có thể đánh lui ta? Tiên đan, thần phù, đế khí. Thanh kiếm này không có tên, nhưng ông nội ta đã từng nói, đây là một đế khí, luyện khí và vẽ phù cũng giống nhau. Chia làm ba phẩm, lần lượt là pháp bảo tiên khí và đế khí, trong đó tiên khí, đây đã là tuyệt phẩm nhân gian rồi, còn đế khí thì chỉ có, mỗi thanh ma kiếm này, Tần Phong đã chặn được một kiếm của Diêm vô địch, chẳng lẽ thanh kiếm trong tay hắn chính là đế khí, không thể nào.
Tần Phong chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể luyện ra đế khí? Ta tin tưởng Tần Phong, đừng nói là đế khí, cho dù cậu ấy là thánh tôn của Đan Tổ, ta cũng tin, cho dù là đế khí thì sao hứ? Ta là bậc đại năng độ kiếp, dù cả hai chúng ta cùng nắm đế khí. Nhưng khoảng cách về thực lực, ngươi vẫn không thể vượt qua được, nhận lấy cái chết đi. Sư đệ, Tần Phong, ta không quan tâm ngươi là ai, trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi chỉ có con đường chết, sư phụ cứu con. Tần Phong hãy tin vào chính mình, con có thể làm được mà, sư phụ tin con. Tần Phong thực sự đã cản được, đó là một kiếm của một cường giả độ kiếp, Tần Phong có thể chặn được chẳng lẽ, Tần Phong cũng là cường giả độ kiếp sao, không thể nào. Tần Phong là thiên tài, từ đầu đến cuối đều, quả nhiên ta không đoán sai. Tần Phong là một thiên tài hiếm có, không, là một kỳ tài hiếm gặp ngàn năm mới có, thật là tuyệt vời, thật không ngờ, Tần Phong thật sự, đã ẩn mình sâu đến vậy. Môn phái Kiền Khôn của ta có hy vọng phục hưng rồi, ngươi còn muốn làm loạn nữa sao, chết đi. Tần Phong sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ha ha ha. Dù Tần Phong đã vượt qua độ kiếp, nhưng vẫn không thể sánh được, với Diêm Vô Địch cầm trong tay ma kiếm. Ha ha ha, Tần Phong ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Phương Tiên, Tần Phong có là cường giả độ kiếp thì sao? Trước ma kiếm này, cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Tần Phong ngươi giỏi đấy. Ta không giết được ngươi, có người khác giết được ngươi. Sau khi ngươi chết, đỉnh thứ 5 sẽ là của ta. Vũ Phương Tiên cũng sẽ là của ta. Ha ha ha. Tiểu Phong, chẳng lẽ còn muốn làm ta mất mặt sao? Ông nội, đồ giả tạo, ngươi đi chết đi. Ta không thể để ông bị mất. Ngươi rốt cuộc là ai? Sư phụ, không phải chúng ta thắng, mà là Tần Phong thắng. Sư phụ đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải ta là phế linh căn sao? Sư phụ đã nói từ lâu rồi, con không phải phế linh căn, con là thiên tài, không thể nào. Tần Phong chỉ là phế linh căn, sao có thể phản sát Diêm Vô Địch chứ? Ma kiếm xuất thế, thiên hạ đại loạn, nhưng sao nơi này lại yên bình đến vậy? Kính chào Đan Tổ. Đan Tổ, Tần Phong con đang làm gì vậy? Sao gan còn lớn hơn ta nữa? Đó là Đan Tổ mau quỳ xuống. Ông nội, sao họ gọi ông là Đan Tổ vậy? Ông nội, đứng lên cả đi. Không tệ, Tần Phong chính là thánh tôn của bản tôn. Tần Phong thật sự là thánh tôn của Đan Tổ. Không ngờ sư đệ lại có thân phận như vậy. Vậy thì, mọi thứ đã rõ ràng rồi. Xong rồi tất cả xong rồi. Ta đã luôn làm khó thánh tôn của Đan Tổ. Tần Phong xin tha mạng, xin tha cho thầy trò chúng tôi đã không nhận ra quý nhân, chúng tôi thật ngu ngốc, xin tha mạng. Cái gì, dám bắt nạt cháu của bản tôn, muốn chết à? Còn ai nữa, dám xúc phạm thánh tôn của ta? Đại trưởng lão Phù Lục Tông Phong Thanh Dương, nguyện nhận Tần Phong thánh tôn làm chủ nhân. Ông nội, đã là tổ đan, sao, tư chất của con lại kém như vậy? Ha ha ha, Tiểu Phong à, con không phải là kém nhất đâu, con là người mạnh nhất thế gian, bởi vì con chính là hóa thân của thiên đạo, con. Tiểu Phong à, ta bảo con tìm cơ thể âm thuần khiết, con đã tìm được chưa? A ha ha. Ta nhìn thấy trên đầu con, vẫn còn đầy tử khí đấy, gì chứ,